đây tới trung thu năm sau còn năm nữa mới có bánh á. À, Trần Thị Thu Thảo có dấu này, mở hàng đây 951 đó, mới chọn con tay lên đây. Trời ơi, con này em nói con này mà chế nào mà chưa mua đồng cắt laser cái tay lửng này, cái tay này nè, làm ơn mua nha, vải đẹp bà cố nậu luôn, vải đẹp không có một điểm trừ. Mấy chị nhìn thấy đơn giản đúng không, nhưng mà vô trong phân tay em đi coi em mặc, tao nói đẹp bán cháy bùi chiếc chó luôn, 280 ngàn. Rồi chốt đi, 280 ngàn của chị mới chọn con tay lên. Trần Thị Thu Thảo bao nhiêu tiền? Ngày mai em lấy chồng, bà cô em lấy chồng. Có một cái đầm phơm dài, đầm này là tư kiếm của thử sau bên này nè, phơm dài cho em. Em xin được chia sẻ được không? Hỏi thiệt, ca xin lượt chia sẻ được không? Nói rõ ràng nghe coi. Bữa kêu ti kêu đầm luôn. Còn bây giờ mà đi kiếm thôi, ngồi lại học, mình cắt mắt nha. Cắt mắt nha, con nó con dâm luôn. Cho em xin lượt chia sẻ, bố thí cho lượt chia sẻ được không quý vị? Hỏi thiệt có quý vị bố thí cho em lượt chia sẻ được không? Em đã đến vườn trời gió mưa răng khắp nơi, dù cho những lúc ra rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Nè, không mua nha, em để con này lại em mặc rồi mai mốt đừng có hối hận nghe nè. Mấy chị thấy không, tất cả đều là thun nhúng hết, áo yếm xanh 100 ngàn, hàng Việt Nam xuất khẩu. Em có 3 cái thôi, 2 cái xanh, 2 cái xanh với lại 1 cái hồng. À, 2 cái xanh với 1 cái hồng, nhưng em nói mấy chị nghe nó làm nhúng hết rồi. Nó làm áo nhúng vải đẹp lắm. Con áo hồng 60-80 kg. Nó phom dài anh Tư. Còn những con phom dài nếu không có thì phải kiếm. Dùm à. Con này nè Tư, con này cũng dùm không. Rồi giờ kiếm trong đóng đi, không biết kiếm chừng nào ra nữa rồi, chết mẹ rồi. Còn hai đầm nhớ bữa kêu ti kêu lên mà ta. Có đầm nào đó hay là con dùm luôn anh. Chết mẹ rồi, giờ đi kiếm loài bản học rồi. Đọc sai đi chị ơi. À dạ đọc sai, em nhận hai cục rồi, cục nào cũng mưng. À, áo này là size khoảng cỡ từ 65 đến 90 kg cũng vừa áo em đang mặc nè ha. Đây, còn cái con này dưới bảy, con này là size 60 đến 80 kg, mấy chị mặc cô vô cỡ nào cũng ôm á. Tại vì nó là áo nhúng á mấy chị ạ, nó là áo nhúng nè. Mấy chị thấy nó nhúng không? Đó, nhưng mà con này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Cho nên mấy chị đừng nhìn là em mặc là không đẹp tại vì em không mặc áo vú kìa mẹ em. Nhưng mà nó đẹp nha, nó đẹp. À. Rồi chị nào chốt áo chốt giùm em, mỗi khi nào kéo luôn cái trong luôn, trời chết luôn á. Rồi chốt giùm em áo nhúng kèm số ký. Số ký kèm áo nhúng, nhúng hồng của chị Thanh Huyền nè. Nốt đi Bi ơi, bớt cười đi Bi. Thanh Huyền 100 ngàn nè, con này vải đẹp lắm nha. Dạ thông báo với con nhúng này là vải rất là đẹp nha. Con nhúng này vải đẹp cực kỳ. Chốt đi hiền gái đi. Ai chốt nhúng, chốt giùm em nhúng. Áo, bao áo á. Bao áo lộn xộn. Nhúng xanh chị nào 90 kg cũng vừa, 95 kg cũng vừa ha, nhúng xanh 60 đến 95 kg cũng vừa ha. Chị nào chốt nhúng thì chốt lên giúp giùm em nhúng nha. Em còn hai con quần eo 110 nè, 105 đến 110. Đây là quần riêng nha, quần này 150 nha. Chốt giùm em hoa xanh. Chị nào chốt hoa xanh chốt lên giúp giùm em hoa xanh. Nói nhỏ nghe nè, có váy qua gối dài không em? Có chị Huyền nhiều lắm, chị Huyền nhiều ký. Em có con áo gấu 40 đến 70 kg, bán mấy chị 40 ngàn. 40 ngàn áo gấu. À lộn, à 40 ngàn áo hồng. Chị nào chốt áo hồng chốt giùm em 75 kg cũng vừa ha. 40 đến 75 kg. 40 đến 75 kg áo hồng. Chị nào chốt áo hồng. Dạ em xong gì kể em, chị mua hàng đi, chị ngang ngược quá. Xong gì kể em đi. 40 ngàn áo hồng chưa ai chốt. Nói nhỏ nè, có đúng, có còn có đúng một bộ bên này à, còn có đúng bộ đựng nữ trang vậy à, đựng đồ trang điểm vậy à, nghĩ sao mà vậy mà bộ giày 160 mà sale 120, không ai lấy giùm em 3 cái mấy chị, lấy giúp giùm em được không mấy chị? Dạ em hỏi thiệt á nè, trời ơi, đựng nữ trang vậy nè, đựng đồ trang sức, đựng đồ trang điểm vậy nè,
360.000 xe 120 ai dớt dùm cục đầu em được không mấy chị? Năn nỉ luôn á, thiệt á, năn nỉ luôn. Dòi áo 40.000 cũng không ai mua luôn. Dòi hết thời đi làm đĩ rồi. Dòi biết luôn rồi, thời nay đi làm đĩ chắc luôn rồi. Mua bán kiểu này đi làm đĩ chắc luôn rồi. Nè, dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi ngon. Em alo, alo, mới đầu like thôi mấy chị, đừng làm em bỡ ngỡ nha. Alo, mới đầu like à, mấy chị có nói chuyện với em không? Alo, 120.000 không ai chốt. Ừ, rồi áo này là áo, áo này là áo hoodie nè mấy chị. Áo này size 60-80kg áo hoodie, nhưng mà con này vải nhẹ nhàng lắm nha. Chế nào mà chốt áo hoodie này cho con thì chốt ha, 100.000 một con áo xanh hoodie. Chị nào chốt áo xanh hoodie thì chốt lên giúp giùm em áo xanh hoodie ha. Xanh hoodie. Em có con dùm size 60-70kg nè. Em có con dùm size 60-70kg. Chị nào chốt con dùm này chốt lên giúp giùm em nha. Dùm 60-70kg. Dùm này form đẹp lắm, hàng Việt Nam xuất khẩu. Dùm này là 250.000 dùm. Form đẹp không? Form hơi bị đẹp luôn ha. 60-70kg dùm. Chị nào chốt dùm, chốt lên giúp giùm em dùm nha mấy chị nha. Dùm 250.000 dùm. Rồi lên cho mấy chị đầm con bấm bấm nè. Đầm bấm bấm, đầm này ở sau là có nhúng nè. Ở sau là có nhúng rất là nhiều nha, đầm con bấm bấm. Chị nào chốt đầm con bấm bấm thì chốt lên giúp giùm em đầm con bấm bấm. Chị nào chốt đầm bấm bấm chốt lên giùm em nha. Hổm giờ ốc tiêu lấy đầm này chưa? Rồi ở sau nó làm lưng nhúng đẹp lắm nha. Bấm bấm ở lồn lồn ốc tiêu. Đầm này có size 60-100kg. Chị nào chốt đầm bấm bấm chốt lên giúp giùm em đầm bấm bấm kèm số ký. 60-100kg có size 280.000 đầm bấm bấm. Ai chốt bấm bấm chốt lên giúp giùm em bấm bấm khui cục hàng mới về bê. Áo này size 100kg nè. Chế nào đúng 100kg thì chốt áo đen này. Còn nếu không đúng 100kg khỏi chốt áo đen. Khỏi chốt áo đen. Ấy mấy chị đâu hết rồi mấy chị? Alo. Trời ơi. Em đang có dây chuyền này nè. Em đang có dây này nè. À, đầm bấm bấm size 60kg. Em đang có dây này nè, em đang trì chú. Đầm bấm bấm size 60kg của chế Thanh Huyền. Thanh Huyền khách cũ hả? Dạ rồi, bán chị Thanh Huyền được bill. Giờ em đóng like em đi ngủ. Mai nói chuyện em đi ngủ. Rồi Thanh Huyền đầm bấm bấm 280. Giận luôn rồi. Sao vậy? Mai mà hỏi nói chuyện giận luôn rồi. Alo, có ai nói chuyện cho anh đỡ túi mỡ không? Alo. Ủa hôm qua cái bill của chị Phạm Trân đổi cái bộ gấu hồng cho chị Phạm, à bộ đen chữ hồng size 3 thì cho chị Phạm Trân chưa? Phạm Trân hả? Đổi bộ đó chưa? Có một cái gì trầm tư đây nè. Rồi lấy cái bộ đen chữ hồng anh Tư, mấy bao ngủ á. Đen chữ hồng size 3 khi đổi cho chị. Đây nè chị. Vậy sao em nói thiệt, bình thường một túi không đã 160 mà đây ba túi nè, túi đựng đồ trang điểm á chị, đẹp lắm chị ơi, thiệt luôn á. Mà nghĩ sao đi bán 120 giày mà mấy 160 mà sale 123 giỏ nè, mà không ai chốt giùm em. Trời ơi, 28 người. Trời ơi, bữa sau lấy cái nick của Ti đi đi đăng ký mấy cái hội biết sai đi để chia sẻ đi, tao cho tiền Ti bi nắng lùng nó biết chia sẻ nha. Dạ ba túi nè. Ba túi nè. Dạ ba túi mà bán cho mấy chị có 120 xe mua giùm được không? Đi du lịch bỏ quần lót quần chì áo vú cũng đẹp mấy chị nha. Bán với chú cũng được. Ai thương mua giùm phải 28 người. Đây cái ngựa tua rồi mà giờ còn dày nữa. Thì cuộc đời nó đi xuống luôn từ đây luôn. Hay. Ở chung với Tây riết cũng lấy. Ở chung riết cũng ờ túi trên này vậy đi. Ở chung riết đâu em lấy túi đâu rồi? Ờ túi trên vậy đi, túi trên. Vậy cho đỡ bị tuổi thân nha. Dạ nói nghe nè.
túi này ví này 200 được. Ờ túi trinh còn gì 100 ngàn ở Đồng Nai nè. Nói nghe nè, hôm nay xả lớn cho mấy chị 170 ngàn. Cái phí cầm tay này là 208 hàng chính quy. Mấy bữa sale còn cho mấy chị 190. Thì hôm nay chơi lớn sale 170, ví này 208 lần. Nè đưa hai cái hai màu đi. Mà em nói với chị tháng 7 mua ví cho trò. Ô tao nói thiệt á, nó may mắn gớm lắm, nó có hai màu, một màu bò với một màu nâu đậm. Nó may mắn gớm lắm nha mấy chị, may mắn gớm lắm. Đây, đây nè, xả 150 ví này mà mấy chị không mua nữa thì thâu rầu, ta để xe nhau cửa từ đây đường ai nấy đi nha. Đây là màu bò nè, rầu kể từ đây đường ai nấy đi đi mấy chị. Con này ai, con này xả 170 mà không mua nữa thâu khỏi mua. Ồ vậy đi, con này mà em nói thiệt, con này màu gì? Con này mà xả 170 mà mấy chị không mua nữa thâu. Sugar you you go, sugar tui go luôn à. Vậy em, tôi nói tiếng Anh ở đó luôn á. Hết đây trắng anh. Chị gì đó ơi, đổi gấu trắng được không chị? Đổi qua gấu hồng hoặc gấu trắng được không? Ở đây nè, đây là màu nâu nè. Đó, mã nâu. Mã này thì sạch sẽ hơn. Mã nâu với mã bò à. Hai mã này sale, ở trong này nó có cọng dây, cọng dây cột nè à. Hai mẫu này sale cho mấy chị với giá 170 ngàn. Đó. You like là idol afternoon luôn. Chốt lẹ đi còn không đi ngủ nè. Đưa hết túi này về bên kia. Đưa hết túi này về bên đó. Trời nói giỡn giỡn không chốt hàng thiệt trời. Mặc vừa không chị Trâm? Dạ khỏi đổi anh Tư ơi. Dạ khỏi đổi. À hôm nay em lên áo dây cho mấy chị nè. Hôm nay em lên áo dây cho mấy chị 50 ngàn con nha. Ai dạ bò 170 của Hồng Yến Ngô Thị nè, ví màu ví nâu của chị Bích Ta Đinh nè. Trời cảm ơn nha, đỡ túi bò. Dạ ok chị, cảm ơn. Màu bò ba, màu bò nữa, màu bò của Phương Trần nè, màu bò của chị Phương Trần nè, biết màu bò không? Là nó không phải màu nâu đậm, là nó là màu bò đó. Nói giỡn chứ cái mẫu này đẹp lắm mấy chị, nói giỡn chơi vậy chứ đây là tổng cộng còn còn 700 cái nè. Em bán hết để tại vì 2 ngày nữa, 3 ngày nữa hàng hàng cửa khẩu nó về đó. Ờ vậy đi chị, màu bò của chị Phương ha. Màu bò 170 của chị Phương Trần. Mai em đi đứng đường, anh Phước ơi, lấy một gói thuốc xong, đổ đồ xong cho em nha. Còn cái đồ xong bên này không nhỉ? Còn bịch lẻ hả? Còn bịch lẻ hả? Còn bịch lẻ. Ờ vậy mà quay giờ tưởng đâu hết gói xong. Ti ti đưa gói xong qua đây ti. Bỏ trên này đi. Đưa gói xong sư phụ mới đưa qua kìa. Dạ chị phải thương em nha chị. Chị không thương em mà chết em luôn á. Hôm nay em có được vài cái áo dây nè. Em có được vài cái áo dây nè mấy chị. Em bán cho mấy chị 2 cái 120 nha. 2 cái 120 ngàn. Áo dây mà mấy bữa em hay mặc mà mấy chị hỏi á. Mấy chị hỏi đó ha. Áo dây à, bán cho mấy chị 2 cái, bán xả cho mấy chị nha, còn ít rồi. Cho nên xả cho mấy chị có 2 cái là 2 cái 120, đừng mua một màu giùm em được không mấy chị. Tại cái này là em đã sale rẻ rồi nha. Còn cục hàng ở trên lầu em đã sale rẻ rồi. Cho nên mấy chị đừng có trẻ giá giúp em nha. Size 65 đến 100kg. Dạ yeah. 65kg cũng vừa mà 100kg cũng vừa. Hai con 120. Chế nào thương thì chốt giùm em một cặp nha. Chế nào thương thì chốt giùm em, giúp giùm em một cặp. Còn không thương thì khỏi chốt cũng được. Chứ em nói thiệt với mấy chị, đây là mấy cái mẫu áo dây mà mấy bữa em hay mặc hồi like nè. Dạ hai con 120 ngàn. Ai thương lấy giùm em hai con nha. Còn không lấy thì mấy chị đừng lấy. Tại vì con này mấy chị mặc ở trong vest cũng đẹp. Mặc ở trong áo vest mà mấy bữa em hay bán cũng đẹp. Mấy chị mặc gì cũng đẹp hết. Bỏ vô tôi ơi. Cứ hai con 120 nè, ai chốt thì chị có ghi tên bỏ vô thôi. Nhưng mà thấy không, ai chốt hết trơn luôn á. Tự thôi, tự biên tự diễn cuộc đời luôn. Hai cái áo của chị Minh Kim Đòn. Dạ em ra tại chị Mai uống cà phê nha. Dạ căm hai của Minh Kim Đòn. Ờ dạ hai cái ai chốt giùm em. Chứ hàng sẽ kho quá rẻ rồi mấy chị nha. Hàng này hàng sẽ kho quá rẻ cho một cuộc tình đi mấy chị ơi. Dạ ok chị Hà Kiều. Hà Kiều Anh nè, em đa tạ chị Hà Kiều Anh nha. Dạ, đa tạ chị Hà Kiều Anh 222. Xong rồi nốt vô luôn nha Bi. Rồi 222 của chế Hà Kiều Anh nè. Dạ, cảm ơn chị. Tối 8:30 em dẫn like.
ngày nào thấy em online là ngày đó em đi đứng đường đó nha chị Anh, nhớ ha. Rồi chị nào chốt áo dây chốt lên giùm em 65-100 kg còn resize nhưng mà vải em nha. Rồi chốt giùm em hai con 120.000, chốt cho chị Tâm nè, hai con của chị Tâm Nguyễn tự chốt, bán hết tự chốt thôi, bán hết thì tự chốt thôi ha. Dạ ai có ý kiến thì ý kiến lên giùm em nha, bán hết thì tự chốt thôi. Rồi chị nào chốt áo dây chốt lên giúp giùm em áo dây nè, cho em xem đầm viền trắng ở đằng sau lưng. Dạ ok chị Chi, có ai chốt áo dây không ạ? Có ai chốt áo dây chốt lên giúp giùm em, còn có mấy con rồi nha mấy chị. Dạ thông báo là còn chỉ có vài con áo dây thôi. À, áo dây nói cho ai muốn lấy đen thì 60.000 con nha. Ai muốn lấy đen. Rồi đầm nè chị ơi, chị Tú Huỳnh hai con in chưa vậy? Rồi Tú Huỳnh hai con nè. Rồi tiếp tục nè. Rồi tiếp tục của chị Võ Hằng hai con nè. Cảm ơn chị Võ Hằng. Đây đầm này nè mấy chị, đầm này đầm biển trắng. Đầm này có size 60-100 kg nha. Đầm này có size 60-100 kg. Muốn áo dây trắng không thì được nha. Dạ đen trắng chị một cặp nha chị Võ Hồng ha. Tu Hào 70 kg lấy mấy con vậy nha Tu Hào ơi. Đầm đó vải co giãn đẹp lắm chị Chi. Nếu chị Chi muốn form ôm thì lấy size XL 70-80 kg. Nếu chị muốn rộng rãi thoải mái là lấy 80-90 kg size XL ha. Đó em nói rõ luôn. Nhưng mà vải co giãn rất là đẹp chị Chi. Vải co giãn đẹp cực kỳ ha. Rồi có chị nào chốt áo dây nữa không? Có chế nào chốt áo dây không? Chốt lên giúp giùm em áo dây kèm số ký. Ok Su Hào nè. Su Hào một con 60.000 của Su Hào. Một chị dầu Obelac nè. Bin bin hai áo dây của chế bin bin nè. Bin bin hai áo dây nè. Bin bin hai áo dây 120 nè. Rồi ai nữa không hả? Ai nữa không chốt lên giúp giùm em à? Ai? Ai đã từng còn lấy XL của chị Nguyễn Chi đầm viền trắng, tự ơi lên lầu lấy. Đầm viền trắng XL của chị Chi đầm nó vải đẹp lắm. Hai áo dây của chị Đỗ Thị Thu Thủy nè. Ôi mấy đứa đọc tin nhắn có thử nợ hàng ai thì giải quyết cho ta nha. Dạ chị Đỗ Thị Thu Thủy nè. Nó Đỗ Thị Thu Thủy chưa vậy? Rồi dạ 545 Bình Sài Dương. Dạ có ai chốt áo dây nữa không ạ? Có ai chốt áo dây? Thì lỗi. Chưa rồi. Cái bịch mà cái nụ mà để cái bịch mà cái nụ để ấy, qua đây kiếm thử đi, qua đây kiếm thử trong cái bao đó cái bịch nụ để ấy để trong nhà. Chị Võ Hằng vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Dạ chị Võ Hằng vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Có rồi em cảm ơn chị Võ Hằng nha. Hai áo dây của chị Dương Đòn nè, hai áo dây của chế Dương Đòn. Giờ sao còn đen không mà trời, hút kho kỳ vậy. Rồi còn đen không nha, ai chốt hai đen là chốt hai đen. Bữa bỏ đâu bên đây là dỡ mấy cái hộp cua heo rồi lên kiếm đi. Rồi hai áo dây của Như Đòn. Rồi đầm viền trắng size L của chế Nguyễn Chi nè. Chế Nguyễn Chi 280. Dạ em cảm ơn mấy chị, nãy giờ chưa bán gì hết trơn. Rồi áo bi nè mấy chị. Áo bi nè ha. Áo bi này có size 70-100 kg, 120.000 áo bi không sổ. Chị nào chốt áo bi không sợ chốt lên giúp giùm em áo sơ mi bi không sợ nha. Em có size 70-100 kg gì? Ủa còn hai gói trọng hả? À. Rồi chị nào chốt áo bi không sợ chốt lên giúp giùm em áo bi không sợ nha. Chế nào mà buôn bán ế là ế giống như em, ế lò le nãy giờ chưa bán gì hết á. Bỏ cái trước thôi. Đúng rồi, bỏ cái đó ở giữa trước rồi đổ mấy cái bột xong xung quanh. Rồi xong rồi mới đốt cái đó là nó tự cháy lan à. Bỏ ngay dưới cái ghế của anh đang làm. Đừng bỏ ngay dưới bình xăng con nó sẽ thác nha. Dạ chị Như Đòn có rồi. Chế nào mà trong nhà mà con nít ngủ bị giật mình á. Con nít ngủ giật mình. Ở trong nhà có cái gì đó ngủ bị đè, bị bóp giái, bóp dú. Ở trong nhà có cái gì không hay dơ giấy. Ở trong nhà có cái gì tạp nham, buôn bán không đắt ở cửa hàng. Thì làm ơn thỉnh gói xong của sư phụ em về ha. Một gói xong được 2 lần tới 3 lần tùy mấy chị xong nhiều số ít. Con cũng hay giật mình là gì? Con ngủ hay giật mình phải không? Rồi để tối kêu ông Bi lên ngủ chung. 5:50 là giật mình dậy rồi. Nó kêu nó cũng ngủ hay giật mình. 5:50 nó hay giật mình dậy báo thức đi học quá chị. Nó lù đè không? 5:50 lên sớm làm gì? 50-75 kg thì con nói bác Tư ơi, trễ trễ giúp cho bác Tư uống cà phê. À,
mình muốn xem lại áo dây. Áo dây còn gì được không? Áo này size 40 đến 75 kg là còn con size 40. Còn con size 40 áo dây nè chị. Nói chung là giờ còn hai con trắng mà hai mươi mấy con đen lận. Trời ơi, hai con 120 mà vải đẹp lắm á chị. Hai con 120 ngàn mà vải rất là đẹp nha. Chị nào chốt áo dây, chốt giùm em áo dây kèm số ký nè. Áo dây nó có trắng và đen. À, đó. Trời ơi, thôi đừng có cưng giùm cái đi. Áo 40 ngàn của chị, áo 40 ngàn của chị tiếp tớp nè. Thôi bớt cưng đi, bớt cưng nha. Đó, áo dây hai con 120. Chế nào chốt áo dây hai con 120, chốt lên giúp giùm em. Hai con 120 áo dây. Đưa cái hai tờ giấy đó bỏ anh bàn để ghi giá đi. Áo 40 ngàn khách lấy rồi chị ơi. Khách lấy rồi ha. Để coi được có gì chơi chơi với mấy chị được không. Gì đây? Em có một bộ đen nè. Em còn đúng bộ đen bẹp vai. Dạ mấy bộ này mấy chị không mặc thì em mặc em ngồi like nha. Tại vì dễ thương á mấy chị à. Một trắng một đen của chị Khánh Vi Phạm nè. Giày sụt đen hở mũi đế cao mấy phân vậy yên. Giày sụt đen. Giày sụt đen này hở mũi ta. Giày sụt đen hở mũi cao mấy phân vậy yên. Giày mà bốn mấy. Gì nè. Giày sụt đen viên ti gì đó. Giống nhà ba ta mà. Đâu, đâu đen với đâu caro đó. Nó có màu đen với màu caro hả chị? Nó có màu đen với màu caro hả chị? Là đôi đó là 250. Nó là giày giống như thể thao. Lấy một trắng một đen của chị Quyên Mi Phạm. Có chưa? Quyên Mi Phạm 120 ngàn nè. Dạ đôi này à, bộ này nha mấy chị. Bộ này bán sale cho mấy chị với giá 170 ngàn đi. Nhưng bộ này phải size 90kg. Bộ này size 90kg nha. Chị nào chốt bộ này size 90kg chốt giùm em. 85-87kg. Em sợ cái quần nó không vừa nè. Cái quần nó không như xưởng nhà em. Bộ này là phông rộng nha. Bộ này 80kg thôi mấy chị ha. Bộ này 75-82-83kg thôi nha. Bộ này xả mấy chị 160. Nhưng mà cái áo nó là áo công chúa nha mấy chị. Áo nó là áo công chúa. Cái vai nó như thế này là cái vai rớt nè ha. Xả 160 bộ này. Bộ này bán cho mấy chị xả 160. Bộ này là khoảng cỡ 75-82-83kg thôi. Chị nào chốt bộ đen này chốt lên giúp giùm em bộ đen nha. Bộ đen của chị Nguyễn Chi nè. Bộ này mặc như công chúa chị Chi, chỉ cần chốt đồ kèm số ký thôi. Tại vì em sẽ xin địa chỉ số điện thoại chị á. Cho nên đừng có chốt số điện thoại lên nữa ha. Bên nhà em không gọi điện chốt hàng. Nhà em chốt hàng qua tin nhắn á. Đỡ lỡ hàng hóa có lộn gì thì em với mấy chị còn ngồi nói chuyện với nhau được ha. Đó. Dạ. Nha mấy chị nha. Không có cần chốt số điện thoại đâu. Nhà em không cần chờ. Không cần. Chỉ cần chốt kèm chiều cao con nặng hoặc là chốt kèm số ký là được rồi ha. Chốt kèm số ký là được rồi. Nói chung là hàng này hàng sẽ kho cho nên chế nào mua được và chế đó trúng mắm vậy thôi. Đây nè, em có bộ này nè. Em có đúng bộ nhúng này mấy chị. Em có đúng bộ nhúng nè, dễ thương không mấy chị. Rồi 180 ngàn bộ nhúng. Chị nào chốt bộ nhúng này chốt lên giùm em bộ nhúng nha. Bộ nhúng đẹp ha, bộ nhúng phải đuổi nha. Bộ nhúng phải đuổi, bộ này 90kg. Nhúng phải đuổi, chị nào chốt nhúng phải đuổi chốt giùm em nhúng phải đuổi 80-90kg. Bộ này đẹp nè. 180 ngàn bộ nhúng phải đuổi. Chị nào chốt mở cái bộ ra chị coi đi. Chị nào chốt bộ nhúng phải đuổi chốt lên giúp giùm em ha. Nhúng phải đuổi 180 ngàn hàng sale hết đó nha mấy chị. Hàng sale hết nha. À chị nào chốt nhúng phải đuổi chốt giùm em nhúng phải đuổi 180 ngàn nhúng phải đuổi 80-90kg. Chị Hà Kiều Anh. Bộ này đẹp lắm Hà Kiều Anh. Bộ này mặc phơm dễ thương lắm. Bộ này mặc form cực kỳ dễ thương. Nè Ti cầm cái bộ này cho chị đi. Thì chị chụp cái hình này phải chiên viên nè. Cầm đây, chị chụp cái hình này. Bộ này là bao đẹp nha, 180 ngàn. Bộ này bao đẹp luôn á mấy chị. Bộ nhúng phải đuổi rồi, đưa cái quần lên Ti. Xong rồi em mời đi. Bỏ đi. Không đi được. Đi
xong cái bộ này á, bộ cái bộ này của Hà Kiều Anh chốt quá, bộ nhúng này nè, về mặt là bao phê ghiền. Em nói thiệt, phê ghiền chứ không phải phê thường nha mấy chị. Dạ, phê lòi le nha. Đưa bộ này coi thử có mấy size à. Bộ này bộ thể thao là 190. Bộ này bộ thể thao eo bì 190 nha. Trời ơi, 190 là giá rẻ luôn á. Nè, chốt bộ đây cho cô Tâm đi. 190 ngàn bộ eo bì vải đẹp lắm nha. Vải thuộc đẹp đưa đây chị. Vải đẹp đó. 190 của chị Tâm lấy bộ này nè bây giờ. 190 là bộ thể thao này vải đẹp đưa bộ đây chị. Rồi, 190 của chị Nguyễn Tâm nè. Rồi chị nào chốt bộ thể thao chốt lên giúp giùm em nha. Có một bộ size XL hả? Nói chung là hàng hút kho cho nên giá nó hơi êm ha. Đó cho nên chế nào chốt thì chốt giúp em nè. Nè mấy chị đẹp không? Phải đẹp không? Hơi bị đẹp nha. Chốt giùm em bộ eo vì. Chốt giúp giùm em là bộ eo vì thể thao của chị. Bộ này cái gì? Có thể mang áo dây chị có lấy cho chị không? Có hai cái. Không có. Bộ này là dưới 80kg nè, bộ này 65 đến 80kg nè. Chị nào chốt bộ LV thể thao này, chốt giùm em LV thể thao nè. Của chị Như Đòn có một bộ nè, 190 của chị Như Đòn, còn size lớn nha. Còn size từ 75kg đến 90kg hơn nha. 95kg, còn một size nữa là từ 80 đến 90kg. Còn ba bộ nè, ai chốt thì chốt giúp em nha. Còn bộ size nhỏ nữa nè. Bộ 70kg có nè chị Lâm Nhật Phương. À còn bộ này chị Lâm Nhật Phương ơi. Bộ này vải đẹp nha. 190 là vải đẹp. 190 là vải rất là đẹp nha mấy chị nha. 190 vải đẹp ha. Vậy nào chốt 190, em còn hai bộ. Em còn hai bộ mấy chị ơi. Em còn hai bộ là size size này là size từ 75kg đến 95kg cũng vừa còn hai bộ. Vậy nào chốt hai bộ chốt giùm em nha, đưa đồ cho tí. Một bộ này của Ngô Tú Linh bị rộng rồi. Cái bộ còn lại của chị Lâm Nhật Phương lấy rồi ha. Lâm Nhật Phương lấy bộ này rồi. Lâm Nhật Phương lấy bộ này rồi. Đỗ Thị Thu Thủy nè. Đỗ Thị Thu Thủy nè. 190 của Đỗ Thị Thu Thủy. Tay rộng được không chị? Tay rộng thì chốt ha. Tay rộng thì chốt nha. Tay rộng thì chốt. Chị Nguyễn Chi một áo thun gấu là 150, con đúng một con thôi mấy chị.
con này để treo lên nha, tại vì con này đợt này em về vải đẹp lắm, bộ đá em hết sạch rồi, bộ đá em hết sạch rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha, lên tiếp cho mấy chị nha. Bộ LV còn gì? Còn hết rồi, mới trả lời xong thật thì luôn á. Rồi áo cô gái nè, áo cô gái cũng 150 nhưng mà số lượng ít lắm. Áo cô gái 150 cũng gì vậy con? Gì bóp bóp gì vậy? Ủa còn bộ này đâu ra vậy? Chị đó. Rồi còn bộ này chị Quỳnh nghe, còn bộ 95kg nè chị Quỳnh nghe. Còn bộ 195kg nè, ở đâu ra vậy? Heo giấu hả? Của ai giấu vậy? Xã của ai? Đâu đổi thai. À, của chị Tâm á con. Dạ áo cô gái 150 nè. Áo cô gái 150 nè. Con này size lớn nha, để bao. Ê, 70kg đến 100kg là sẽ re nha. Thông báo cho biết nha. 70kg đến 100kg nha. Áo cô gái nha. Kiểm tra bill cô hai hồi bữa cô hai nó không đặt là không đặt cái gì á. Kiểu bi à. Hồi bữa bill cô hai có kiểm tra không? Đây nè mấy chị. Có được hai con này nha. Chốt lẹ đi. Đó kiểm tra cục cô hai, kiểm tra luôn cái comment của cô hai đi. Tao kêu cái hàng nó không đặt. Nè cô gái nè 150 nè. Ha. Cô gái 150 nè ha. Ai chốt cô gái 150 chốt giùm em cô gái 150. Con này là không xẻ nè. Còn con này có xẻ nè. Đó cứ size 75 đến 100kg có xẻ nè, xanh đen nè. Chốt lẹ đi nha, cánh sơn nè. Cánh sơn có xẻ nè. Hai con không xẻ và hai con có xẻ nè. 150.000 quẹo lựa đó chị ơi. 150.000 quẹo lựa vải cô tông 4 chiều bao đẹp luôn nha. Năm con này ti treo lên là ti. Từ từ treo để bán chút nữa treo. Rồi còn gì nữa không mấy chị? Còn gì nữa không vậy? À, bộ eo về em chốt một bộ cho chị Quỳnh nghe rồi. À, cánh sen của chị Nung Lê nè. Cánh ngọt à lộn. Cánh sen của chị Nung Lê nè, xanh đen. Ờ, 150 rồi. Con này là của chị Võ Phúc nè. Con này của chị Võ Phúc nè. Con này của chị Võ Phúc nè. À, cô gái xanh hết, bây giờ còn hai cô gái kem và một con gấu đen thôi. Hai cô gái kem và một con gấu đen. Hai con gái kem mà một con gấu à, mà trời nói gì đã quên rồi. Hai con gái kem một con gấu đen. Hai kem một đen. Cô gái trắng của chị Phạm Trâm nè. Cô gái trắng của chị Phạm Trâm 150 nè. Nói chung là còn có hai con thôi. Một cô gái màu kem nha Phạm Trâm ơi. Cái áo này là chị Phạm Trâm mặc thoải mái, là còn một cô gái màu kem, vải đẹp lắm nha. Còn một cô gái màu kem nè. Và một con gấu đen. Đó, một cô gái màu kem, cô tông 4 chiều ha. Đấy. Rồi lên hàng cho mấy chị nha. Lên hàng cho mấy chị quần lưới. Quần lưới 150 con nè. Có một con. Có một con quần lưới nha, có gì đâu mà hỏi. Có một con quần lưới. Chị nào chốt quần lưới chốt giùm em. Chị nào chốt quần thể thao lưới chốt giùm em. Nói dọn đợi con sai cái à. Đáng tào lao. Thôi trên áp chụp thì chị có cái áp rồi đó. Nhưng mà biết là cái này bữa của chị không về rồi đi giữ lại rồi.
đó. Gì vậy? Vô lý. Được rồi. Hôm nay hàng đổi, thứ hai hàng lấy về. Thứ hai là cái này hàng đổi mà, sao đi gửi lại rồi? Biết đâu. Còn cái kia là sao? Còn cái kia là sao? Để em coi quần thể thao này giá nhiêu mấy chị. Dạ quần lưới, à, quần lưới xin lỗi mấy chị nha, 120.000 quần lưới. Quần lưới này là size 60 nè mấy chị, quần ở trên này là phối lưới hết nè. Quần này 120.000 nha. 120.000 quần lưới đây nè, nó phối lưới từ trên xuống dưới nè mấy chị ha. Quần này size 60 đến khoảng cỡ 75kg. 60 đến khoảng cỡ 75kg. 60 đến 75kg nha. Quần đùi còn không chế. Quần đùi nào quần Quỳnh nghe vào trong tin nhắn cho em xin địa chỉ xong rồi em có nhắn tin cho chị. 60 đến 75kg quần lưới. Rồi có hai con quần lưới 120 nè. Chị nào chốt quần lưới thì chốt lên giúp giùm em quần lưới 120 nha. Hôm nay em về được cho mấy chị mấy con len, len Quảng Châu. Nhưng mà em nói với mấy chị là giá hơi chát, 280. Mấy chị ưng thì mua, còn không ưng thì mình không mua nha. Tại vì em còn phải đủ mẫu để em bán. Dạ, đây mấy chị len Quảng Châu ha. Áo khoác len Quảng Châu. Con này là 280.000 một con. 280.000 một con, size này là size từ 70 đến 100kg. Mấy con này mấy chị mặc hàng ngày nó dễ thương lắm. Len nó có hai màu nha, một màu là len trắng và một màu là len đen. Cái nãy em đưa lên là len đen, còn cái này là len trắng. Còn cái này là len trắng nha. Cho anh không lấy một cái gì anh lót ở dưới cái anh không nó hư cái bàn bậy. Nản ghê, nản luôn á. Lấy một cái gì đó lót lên giấy rồi nè, mấy cái tờ giấy hồi nãy đâu rồi, cuộn làm máy lên đi, cái đó cũng phải đợi đi nhắc nữa trời. Con này là len trắng nè, chị nào chốt con len trắng chốt lên giúp giùm em len đen và len trắng ha. Len đen và len trắng. Mấy con này Ti cầm áo khoác treo lên nè, len đen, len trắng, len trắng, len đen. Chị nào chốt len đen, len trắng thì chốt giùm em len đen và len trắng. Cái nào chốt lên đen lên trắng chốt giùm em nha. Rồi em có được mấy bộ Dior nè, 3 bộ cho nên chế nào hôm nay chốt được rồi chế đó dùng từ may mắn thôi. Lên đây nè. Ờ, em có 3 bộ Dior em bán cho mấy chị xã cũng 180.000 nha. Em bán xã luôn 180 cho nên chị nào chốt được cái hàng, cái hàng kho này may mắn thì mấy chị chốt được thôi chứ em cũng nói chung là hơi xui đó. À, hơi xui. Bộ Dior kèm áo. Giá đây là giá sale hết đó nha quý vị. Thông báo quý vị là giá đây là giá sale hết nha. Thông báo với quý vị một câu ha. Dior, Dior 160 mặc áo đẹp lắm đây. Nó là free size nha. Đây, Dior 75kg đến 90kg Dior. Rồi xả 180 có 3 bộ Dior. Chị nào chốt Dior chốt lên giúp giùm em Dior 75kg đến 90kg Dior có được 3 bộ ha. Chị nào chốt 3 bộ này thì chốt lên giúp giùm em 3 bộ, 3 bộ Dior nha. Ai chốt Dior chốt lên giúp giùm em Dior có 3 bộ 65 đến 90kg của Nguyên Nguyên nè. Chị Quỳnh nghe ra cho em thì chị số điện thoại đi. Nguyên Nguyên nè. Rồi của chế Trinh Nguyễn nè. Trinh Nguyễn 1 Dior 180. Rồi còn một bộ nữa chị Đỗ Thị Thu Thủy. Dạ 180. 180 là giá hàng sale hết nha mấy chị, 180. Chị nào chốt 180 chốt giùm em ha. Rồi hết 3 bộ, 3 bộ của chị Nguyên Nguyễn 1 bộ, Trinh Nguyễn 1 bộ, Đỗ Thị Thu Thủy 1 bộ. Đổi lời thu thủy một bộ, chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em. Em có một con áo hàng Việt Nam xuất khẩu size nhỏ 60-70kg. 60-70kg cổ đang chéo là ở sau đó là thun nha. Ở trước đó là vôn, áo công sở 60-70kg. Áo này bán cho mấy chị với giá 100.000. 100.000 áo công sở. Chị nào chốt áo công sở 100.000 chốt lên giúp giùm em áo công sở 100.000. Áo này tối hôm qua ai chốt mà em nó không có hàng nè. Hôm qua lúc chị Tú Linh chốt rồi thêm một chị nữa chốt mà em quên rồi. Dạ 100.000 áo xanh nha. 100.000 áo xanh hàng Việt Nam xuất khẩu, áo công sở 90kg nè, 90-92kg nè. Em nói với mấy chị là form này rất là gọn nha mấy chị. Form này gọn cực kỳ mà form này đẹp cực kỳ nha mấy chị. Dạ chốt giùm em áo xanh nè. Chốt giúp giùm em áo xanh ngọc. Áo xanh ngọc kèm số ký giúp em nha mấy chị nha. Xanh ngọc kèm số ký dưới 92kg 100.000. Áo này là áo công sở. Vậy là chốt công sở, chốt lên giúp giùm em áo công sở. Móc hai cái con áo sọc qua ra, áo sọc phía dưới cùng. Coi được có không? Áo sọc dưới cùng. Áo sọc với áo
rau hoa dưới cùng á, áo sọc trắng đen hôm qua bán á con à. Rồi chị nào hồi nãy em vừa áo xanh không chị Phạm Trân, tám mấy ký vừa áo xanh nha. Không, áo sọc trắng đen, áo hoa với áo sọc đúng rồi. Lấy cái áo màu xanh ngọc đi ti, lấy cái áo màu xanh ngọc gì mới quăng ra size L cho chị Phạm Trân đi. Nè đây nè có rồi. Rồi chị Phạm Trân nè, chị Quỳnh Nga vào cho em xin địa chỉ số điện thoại liền nha chị. Chứ một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chị nghe là em xả bill tại vì em không có gọi điện chốt hàng. Rồi chị Phạm Trâm nè. Hôm qua chị Phạm Trâm có chốt hai mẫu áo này 100 ngàn. Hôm qua chị Phạm Trâm có chốt hai mẫu áo này không? Nếu mà chị thích rộng là chị phải chốt mã này. Thứ nhất là mã hoa nè. Em không biết nó vải gì của hàng Việt Nam xuất khẩu nhưng mà nó đã 80 đến 100 ký. Mã này là mã sọc nè. Mã hoa đen và mã sọc. Hoa đen và sọc nha. Chị nào chốt hoa đen thì chốt hoa đen, chị nào chốt sọc thì chốt sọc giúp em. Ai chốt hoa đen thì chốt hoa đen, ai chốt sọc thì chốt sọc giúp em ha mấy chị ha. Ai chốt hoa đen thì chốt hoa đen, ai chốt sọc thì chốt sọc nha mấy chị nha. Chị nào chốt sọc thì chốt giùm em sọc. Ở trong này có một cái bao đầm này nè, lôi ra đi để trả hàng. Cái bao hoàng hoa rồi đó. Hôm qua chị chốt hoa đen rồi. Cho kiểm tra hàng không chị? Dạ không. Hôm nay em không cho kiểm tra hàng chị. Em cho kiểm tra hàng là với mục đích á, là cho kiểm tra hàng, có nghĩa là shop em không có lừa đảo. Shop em là giao đúng mẫu, chứ em không có cho kiểm tra hàng mà xuống dưới là mấy chị banh ra rồi mấy chị phải đem vô nhà mấy chị thử. Em không cho kiểm tra hàng kiểu đó. Em chỉ cho kiểm tra hàng cho những chị mà nhanh lẹ, gọn nhẹ, có thành ý. Có nghĩa là cho kiểm tra hàng để biết là bên shop em bán không có lừa đảo. Đó, bán 5 năm rồi. Nha mấy chị nha. Đó, cho nên là không chốt sọc hả? Không chốt sọc hả? Chứ em không cho kiểm tra hàng để mà xuống dưới coi thử vừa hay không. Tại vì vừa hay không là nhà em có trách nhiệm đổi đồ cho mấy chị trừ khi hàng sale. Em còn đúng một con áo gấu nè. Dạ 80 đến 100 ký nè. Đó, chế rồi chốt áo gấu còn có một con cuối cùng là một con áo cô gái. Em còn một áo gấu và một cô gái nha. Một áo cô gấu, tây tây chụp cái áo này cho chị đi. Một áo gấu và một áo cô gái. Chụp chưa? Nhanh. Chụp để biết cái mẫu thôi mà. Một áo sọc của chị Huệ Phương nè. Một áo sọc của chị Huệ Phương, bây giờ 140 của chị Huệ Phương. Rồi áo dây là 65kg đến 90-95kg còn nha. Nếu mấy chị muốn chốt hai đen thì chốt, nhưng mà chốt phải hai cái. Hai cái 120. Có chị nào chốt áo dây nữa không ạ? Nè, đưa bỏ qua bên kia đi. Bỏ qua bên đó cho em. Gì đây à? Quần váy thôi. Rồi quần váy 160 ngàn, có size 60 đến 100 ký nè. Quần váy vải đuổi 160 ngàn, size 60 đến 100 ký. Chị nào chốt quần váy chốt lên giúp giùm em quần váy kèm số ký nha mấy chị nha. Quần váy kèm số ký 60 đến 100 ký. Chị nào chốt quần váy kèm số ký chốt lên giúp giùm em quần váy kèm số ký nha mấy chị nha. Chị nào chốt quần váy kèm số ký chốt lên giúp giùm em ha. Áo gấu chị Trân mặc vẫn thoải mái nha, không có phơm mơm. Nói chung là bán một bill là hiểu ý rồi nha. Ví dụ mấy chị mà thích, ví dụ như mấy chị nhận hàng vừa nhưng mà mấy chị thấy ôm thì lần sau mấy chị nói yên ơi, chị là chị thích mặc thoải mái, chị không thích mặc ôm. Em thì em thích mặc ôm, em không thích mặc thoải mái, cho nên mấy chị cứ nói em. Nói một lần là lần sau em hiểu ý mấy chị liền. Em tự tiết chế khi em bán hàng cho mấy chị, bởi vậy chính vì vậy là nhà em không có nhân viên chốt hàng là vậy á. Rồi Phạm Trân áo trăm rưỡi, áo trăm rưỡi của Phạm Trân, áo trăm tư, trăm rưỡi, tính trăm tư đi. Trăm tư đi, còn cái bán trăm tư cũng được. Đó mấy chị chỉ cần nói một lần là em hiểu ý ấy mấy chị rồi. Nè nó đang quay nè con ạ. Đang quay. Nói một lần là em hiểu ý mấy chị liền à, ha. Đó, hiểu ý liền. Bộ này đem về chụp hình mà chưa chụp nè. Bộ này lấy size L cho em like lên tư ơi. Bộ này đem về chụp hình mà chưa chụp nè. Lấy size L bộ nơ trắng lên tư ơi. Bộ nơ trắng ở sau lưng. Đang quay vòng vòng rồi. Đang quay vòng vòng đợi chứ. Nó quay mệt thì chừng nào nó mệt thì nó tự nghỉ. Đem về chụp hình mà quên chụp luôn nè quý vị. Hàng giờ nhiều quá chịu thôi. Thích đi lấy hàng mà vậy chứ mai có tiền cũng đi lấy hàng à.
Bộ đây 260 nha. Trời Ti ơi, mày bắt tao ngồi đá cái ngựa giờ vậy nè Ti. Hiểu cái chứ. Đi đi đi. Tạo phiếu thất bại nè rồi. Tạm sao in lại nè. Nó cứ bị tụt dây tụt đồ. Giờ tối nó phải cho uống nước không anh. Bộ này 260. Bộ này 260 chị. Nhưng mà cái hình đó thì may ngực vậy nè. Nếu em đưa lên em không nói mấy chị sẽ không biết. Nhưng mà xưởng em nó may khác mẫu một tí. Nhưng mà khác mẫu em đâu đưa hình này lên đâu. Để em chụp em gửi nè. Cái bộ này hồi trưa lấy cho khách nói bé lùng cột lại giùm cho gì vậy. Chị nói bé lùng là cột là đẹp thôi à. Thiệt á. Bộ LV 190. Dạ đúng rồi chị Quỳnh Nga. Chị Nga chị thả lỏng ra đi. Hàng hóa nhà em có vấn đề gì là sẽ. Chị cứ lên like chị bắn vốn em. Nhà em không có nhân viên cũng không có chạy bay đâu. Nhà em bán không có chạy bay. Không có chạy bay để mà lấy số lượng. Tại vì xưởng em nó cũng hỏi là chị ơi à, chị ơi chạy bay lấy số lượng chị sao chị không chạy bay để chị về bán cho dễ không, em không thích. Tại vì em thích bán cho mấy chị rồi, lỡ sau này mấy chị còn là mấy chị cứ kiếm em à, sau này lỡ em không bán quần áo em đi bán dâm thì mấy chị cũng ủng hộ em à, em thích vậy đó. Thế thực sự thì em chạy bay, alo chị, em chạy bay thì nó đơn giản quá rồi mấy chị ha, em chạy bay thì đơn giản lắm mấy chị nha. Cho nên là mấy chị cứ mua gì mấy chị cứ thả lỏng đi, mấy chị cứ nhẹ nhàng đi. Chứ nếu mà em bán mà bán lần mất luôn là em đâu có phải em ngồi lại đây để em nói chuyện như thế này với mấy chị, không có. Đây là bộ đen là vải co giãn đẹp lắm, 260 ngàn. 260 ngàn bộ đen từ đẹp từ tay tới cổ nha, vải đẹp co giãn. Khi mấy chị mặc lên mấy chị cột cái nô sau lưng nè. Nó chỉ ló đúng một cái đường chỉ thôi chứ nó không có ló hết cái lưng mấy chị, mới được chị đừng sợ nha. Nó không có ló hết lưng, khi mấy chị mặc căng ra là nó chỉ ló một đường chỉ thôi. Bộ nơ trắng kẹp chân váy quần xếp ly, bộ này có size 60 đến 100 kg. Dạ thông báo với mấy chị là bộ này em có size 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg bộ nơ trắng vải co giãn cực kỳ đẹp. 260 ngàn. Bỏ giùm em vô lại thôi. 260 ngàn bộ này. Hôm qua về đồ chưa lên đó không ta. Đi bốc đồ lên. Chiều nay mưa quá em không có xuống được. Dạ mai 21. Rồi đưa cái bao nó lại chị ạ. Đây là không đồ đầm da trăng. Rồi, ai uống thì nói đi, lực một. Vậy á. Chị chốt một bộ 80 kg đến 95. Một bộ 80 kg, một bộ 95 kg không? Về 95 kg không vừa thì 80 kg mà. Em nói chung chung vậy cho chị. Em nói chung chung vậy cho chị hiểu đi. Ê mấy chị. Mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi vải giúp em nè. Trời chụm má thiệt chứ. Giờ chẳng lẽ mấy cái đồng này cứ em ngày cái em mặc mệt nghỉ chứ. Sai 60 đến 100 kg nè. Thì cứ chẳng lẽ giờ mặc ngày cái chứ mấy chị. Ở sau coi làm lưng nhúng nè. Mà mấy chị coi vải da trăng nè. Mấy chị coi vải da trăng nè. Chẳng lẽ giờ mặc ngày cái chứ giờ không biết nói sao luôn. Rồi chốt giùm em đầm da trăng 280 ngàn. Đầm da trăng có size 60 đến 100 kg. Lấy chị cái XL đi. Gu của em mấy chị. Thứ nhất là nó làm cái ngực cắt nè. Cái ngực tim rất là đẹp. Mà thứ hai mấy chị coi cái vải với cái tùng ở dưới nè. Trời ơi đầm này mà mặc đi biển hay đi chơi một phát là chỉ có chết thôi chứ không có đường bị thương nè. Rồi chốt giùm em đầm da trăng kèm số ký nha. Đầm da trăng kèm số ký có size 60 đến 100 kg. Tuy lấy cái XL đọc có 2 lần rồi. Mày ngồi mày lo mày suy nghĩ mày nhìn cái gì không. Mày lo nhiều chuyện không mà tao. Cái gì tao cũng phải tao đợi tao nói 2 lần hết á. Chửi nó thì là lo sao. Tao chửi được tự ái cái lòng đụng chạm của em. Lòng đụng chạm là cái gì vậy. Rồi vi đầm da trăng 280 ngàn đi. Em có con quần tây xả 100 ngàn nè, bà này ở đâu lưu lạc xuống nè. Xả con quần tây size 70 đến 80 kg, xả 100 ngàn hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Đúng mánh chưa? Size L. Size LB. ALB là phone của Việt Nam. Đó, xả cho mấy chị 100 ngàn quần tây đó. Con này là hàng Việt Nam xuất khẩu, nó còn nằm trên lầu. Xả con này 100 ngàn nha. Xả con này 100 ngàn. Cái nào chốt con này 100 ngàn, chốt lên giúp giùm em. Bill có ghi không? Ủa anh ơi, coi giùm em của Bill Long Bùi Thái mấy đầm à? Coi giùm em Long Bùi Thái mấy đầm à? Đưa em coi mẫu cho anh. Ủa em cứ bơi chị. Em cứ bill của chị đi chung có dòng quần không? Ai biết đâu? Chỉnh hả?
Rồi baby nó kiểm tra liền, để gọi lại liền, đợi một phút thôi. Rồi bỏ cái đầm này 208 vô cho lon bùa thái luôn nè. Cái lon bùa thái 208 là tuy đừng để nói là hai không có đủ hơi đâu. Cái đó là bên em với khách nói chuyện. Chị chỉ biết mua hàng đó, chị biết mua này ngồi xong rồi. Còn khách thì nói chuyện này phải còn biết ở đây. Bây giờ khách nói gì nữa? phần thì bình thường nó tích ra một phần, có gì đâu thì lấy hàng về thôi. Trời ơi cái chuyện đơn giản quá trời luôn, thì tích thu một, thu hơn một phần hàng về, sửa lại cái câu thu một phần hàng về đi. Ý cái con cặp chỉ quần tay 100.000 của Khánh Phương là đang đầm tính vậy à, vòng vòng ghê luôn. Là bữa sau ghi là thu một phần hàng về, đừng có kêu lấy hàng về một hai sản phẩm nữa, hiểu không? Tại là kêu là lấy hàng về, lấy một phần hàng về, nó không tính ship quay về. Nếu như vậy còn không mà nó tính ship quay về tiếp là mấy chục ngàn nữa. Dạ tại ship nhiều chuyện á chị. Thế ship nhiều chuyện, còn bill em với chị, ví dụ em với chị nợ nhằn nhau thì em chị giải quyết, ship này ship nhiều chuyện. Hiểu không? Ship này nó không có đầm tính giống như em. Mà cái khi mà cái mỏ em mà nổi tung lên cái mỏ à. Kiểu mọi dẫn á, giữ chết mẹ luôn. Mà bình thường em hiền lắm nha. Một người gầy là một dữ. Ai mượn mình đây nói, ai mượn? Teo nè. Teo. Dạ giờ muốn em lên gì? Dạ mấy chị muốn em lên gì nói em đi. Dạ mấy chị muốn em lên gì nói em đi, bộ nhà. Áo thun. Còn con áo thun cô gái là treo lên luôn. À mấy chị muốn lên gì nè. Nè. Có một con đầm 300. Còn một con nè. Nhưng mà size này á mấy chị, size này khoảng cỡ 90kg thôi nha. 80-90kg con này hay. Ha. 80-90kg con này 300. Chị nào chốt con đầm này 300 chốt giùm em. Đầm 300. 300 đầm này. Rồi nếu không ai chốt mà chốt cho cô Tâm, tại đang bán ế. Giải thích cho cô Tâm là tại đang bán ế. Đó. Bình nào mà tao mới để đây nè, có cái đầm da trăng mới đem về. Còn cái đó phân đầm ra. Rồi em lên nha mấy chị một con đầm hoa nha. Một con đầm hoa size 18 quy. Bây giờ chị Tâm chưa vậy? Đợi khách chốt mà. Khách chốt vậy? Đây nè, hai cái đầm 300 của cô Tâm nè. 300 của cô Tâm nè. Tao mới nói gì mà nói, tao gõ cái đầu là cái bông cái đây. Ừ, sắp nghe rồi nó đi. Ai đầm đây hồi sáng giờ mấy khách lấy hết, còn đâu rụng con nè. Nè còn rụng lại con là 65-80kg nè. 65-75kg, 80kg cũng vừa ha. Con này là thứ nhất là đầm bi có áo khoác, con này 208 nha mấy chị. Con này là đầm bi có áo khoác nè. Chị nào chốt đầm bi có áo khoác chốt giùm em. Con này là size khoảng cỡ từ 60-75-77kg vừa nha. À, chốt giùm em đầm bi. Đầm này em tư treo giùm em lên ngoài cùng nè. Đầm bi. Hồi sáng có chị Vi Tu mà em quên cho chị Vi Tu coi mấy mẫu đầm ở đây đi. Rồi lên cho mấy chị đầm đắp chéo, đầm hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Lên cho mấy chị đầm hàng Việt Nam xuất khẩu. Đầm này 400 nè. Đầm này 400. Dạ em nói thiệt với mấy chị là đầm này 400 là sự thật nha. Nhưng mà size hơi bự, size phải 90, 92, 93kg.
đầm 400 nè. Chị nào chưa chốt đầm 400 này thì chốt giùm em đầm 400 ha. Ai chưa chốt thì tranh thủ chốt giùm em. Đầm này là đầm hàng xưởng nhà em, là đầm này có size 60-100kg. Đầm này là 280.000. 280.000 đầm. Nói thiệt chị, cho em bán like nhiêu cũng được, kêu em nghe điện thoại mệt lắm. Mấy chị lấy số Zalo em đi, thề nói chuyện nhắn tin. Đừng bắt em nói tại giờ like. Một ngày like 2-3 chập thì em mất hết là 4-5 tiếng nói rồi, cho nên làm biến điện thoại lắm. Mấy chị cần gì mấy chị nhắn vô bay em, hoặc lấy xe số Zalo của em 09, nhớ nha, 09.01570751 đó. Add Zalo em đi, em chiều hết nha. Add Zalo đi, em chiều hết. Mà cứ nhắn tin nó để đi, em từ từ em trả lời. Chứ nhắn tin xong em chưa kịp trả lời vô chữ em tổn thương chữ lại, gán chịu. Dạ áo khoác mẫu gì chị? Áo khoác đá hả chị Đặng Vân? Áo khoác đá hay áo gì? Quần này dòng eo 105 là quần jean nha. Quần jean mã sao? Con này lộn lấy cái thước dây đi. Cho con miếng thôi. Kiến nhiều không? Bè vũ đừng có vũ hết dừa nha. Bánh hả? Kiến bánh hả? Rồi chỗ nào mắc ca đâu rồi? Lên mắc luôn hả? Bà vừa ăn bà vừa ca là thành mắc ca. Đừng nói, đừng nói. Mấy thằng gái con ngựa đừng nói. Không nói gì hết. Tao cay chiều giờ tao thua cả triệu tao cay. Tôi cũng cay lắm. Vậy mà anh rủ chơi hoài. Eo 104. Ok. Tì. Ở trên lầu còn một cái bao áo góc đá 108 á, lấy nó mày. Dạ eo 104 là chị Hạnh Dung Trần ơi. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh có chốt con nguồn riêng này không chị Hạnh ơi? Eo 104-105 chị Hạnh Dung Trần. Mấy bộ đó nhà dưới hết lên kìa. Eo 104-105 của chị Hạnh Dung Trần. Dạ để lên áo khoác cả chị nha. Để đem gì cái này vừa nó. À, áo dây mà cắt lại để dành mặt lòng như đây nè, chịu nổi không? Đâu rồi? Bao đồ gì chụp đâu rồi? Mở ra vô. Nói chung là phát cái này về đây. Có nguồn đi năm nay nè. Phát này về luôn. Hai bao. Dạ nó đem áo xuống. Cái này đây về. Cái đang suy nghĩ là sẽ xả cho mấy chị một mẫu giày nào mà chưa suy nghĩ được. Mấy chị chào chung 92-93. Ê có lộn. Có chị nào chân giày 42-43 không? Gắt này vậy. Em có bị bơm mà em có bị trả về một đôi sandal 300 nè. Mà đôi này nhiều người hỏi lắm. Chưa có lấy riêng nam chị thấy không? Nói chị à. Cái đó mà nếu mà lấy hàng đẹp á, là hàng Nhật thì nó mắc quá. Nếu lấy hàng Việt Nam thì giống như những cái chợ ta bán cũng không đẹp. Em phải khi nào có những cái đôi đục khúc à. Nếu mấy chị hôm nay đôi 40 này. Trời. Đàn nào bơm 43 vậy? Sao mây lâm chậm má đó. Đúng không? Đây nè. Hai con này nó à, để em lại cái này xong bỏ xuống từ từ. Nè. Khách tôi hỏi Yên ơi có đen 43 không? Khách tôi hỏi Yên ơi có con đan đen 43 không? Dạ không. Dạ không. Ủa, con quỷ cái này nó bơm hàng em. Tại 43-300. Giày này đang về có size 36. Khoảng có 10 ngày nữa chị, khoảng giờ 3-4 ngày rồi. À, giày này có size 36 đợi em. Áo khoác đá bỏ đâu ra nói không, trên cái hộp xám anh học trên cùng. Giờ buồn buồn á. Mình đấu giá con túi sách đi 10.000. Bắt đầu từ 10.000 nhảy giọt lên cho em con túi sách đi anh. Cái tay trái. Mình đấu giá con túi sách đi. Bắt đầu từ 10.000, không ai đấu giá thêm thì mình sẽ bán với giá 10.000. Nhảy 10.000 mẫu nha. Nhảy giá 10.000 ai chục nhảy nhiêu cũng được, nhưng mà nó có màu vàng, màu xanh ngọc và màu đỏ. À, khi mà chị nào chốt được thì muốn lấy màu gì thì báo em. Nhưng mà con này đẹp lắm. Con này da mềm, không phải cái kiểu mà hàng chợ mà cứng ngắc đâu, con này da mềm. Rồi chốt mã vàng cho em. Bắt đầu từ 10.000. Lên được 20, lên 30, lên 40 ha. 10.500 con mẹ
mẹ này muốn chửi lộn nè nha. Đúng rồi. Quỷ mẹ này muốn chửi lộn nè. Mười một ngàn. Chốt cái muốn giả cái chát như chắc bà tại chỗ luôn á mấy chị. Chốt cái muốn giả chết bà liền chứ. 10 ngàn. Chị nào chốt 10 ngàn không có ai chốt thì em cho chị phút nha. Thì chốt con này với giá 10 ngàn. Rồi chốt đi mấy chị. Lên áo khoác. Lên áo khoác cho mấy chị nha. Trong 8 nào, trong 8 nha. Rồi áo khoác chữ BB nè. Trời ơi áo khoác này mà khoác đá mà có 108 nè trời. Con này là size 70-88. Con này 70-90kg nè. Chị nào chốt khoác rêu 70-90kg chốt cho em khoác rêu. Phải đẹp không? Ồ đẹp hay không em biết sao mấy chị biết được ha. Đó. Mẹ lên 100 đồng một giữa trời ơi. Bán hàng riết mà tao nói túi sách 10 ngàn mà người ta không thèm nói chuyện với tôi luôn á trời. Tôi cũng dễ thương lắm nè mấy chị. Tôi cũng dễ thương lắm mà. Ừ 20 ngàn nè, không ai chốt, chốt cho chị Thanh Lon luôn. 20 ngàn. 20 ngàn có ai chốt hơn không vậy? Màu mấy chị tự chọn nha. Màu là mấy chị tự chọn giúp em á. Có màu vàng. À nó có ba mấy màu ta. Bốn ba nhà chốt 21 ngàn để tao trưởng cái hạng quỷ nào à. 43 ngàn của Tú Quỳnh. Chốt sai 43-30 ngàn. Cái gì? Đôi đó 300 đó chị Vi Tu. Lấy đôi 300 cho em đi. 30 ngàn của chị nào đầu tiên. 30 ngàn của chị Tú Quỳnh đầu tiên nha. 30 ngàn chị Tú Quỳnh đầu tiên nha. Khu Trần 50 ngàn. Rồi Tú này của Vi Tu nè. Vi Tu nè. 50 ngàn của chị Tu Trần. Dạ 50 ngàn của chị Tu Trần. Áo khoác 70-90kg 180 ngàn. Chốt giùm em áo khoác đá nha. Dính gì vậy? Dính gì vậy? Vi Tu 300 đôi giày á. Sáu mươi ngàn à. Phạm Trâm 70 ngàn nha. Phạm Trâm 70 ngàn. Mấy chị chốt màu cho em xanh ngọc đỏ với vàng. Tùy khi mấy chị đậu mấy chị tự chốt màu. Xanh ngọc cũng đẹp, vàng cũng đẹp, đỏ cũng đẹp. Nói cho mua con túi đỏ đi mấy chị là về làm ăn ngon lành. 70-90kg à, áo đá 70 ngàn của Phạm Trâm. 70 ngàn của Phạm Trâm nha. Màu tím nè mấy chị. Màu tím thì size nhỏ nha. Màu tím thì vải nó cứng hơn tí mà nó có co giãn mà size nhỏ. Rồi màu tím này còn cỡ dưới 75kg. Tím này còn cỡ dưới 75kg tím. 90 ngàn của thể thao Thanh Ly. 90 con này em nói với mấy chị là da rất là đẹp. Nói thiệt lòng nè mấy chị coi nè, da đẹp lắm, mẫu đẹp lắm. Da đẹp cực kỳ chứ không phải cái hàng tàu lao chịp cào dứt vào bán rẻ đâu nha mấy chị nha. Đó ha. 100 ngàn của chị Tuyết Nguyễn. 100 ngàn của chế Tuyết Nguyễn. Hồi bữa Tuyết Nguyễn kêu lấy gì đọc tin nhắn của chị Tuyết Nguyễn được bây giờ. 100 ngàn của chị Tuyết Nguyễn. 100 ngàn của chị Tuyết Nguyễn. Dạ có ai chốt nữa không ạ? À? Nó có màu xanh ngọc cũng đẹp chị Tuyết. Nó có màu đỏ cũng đẹp. Nói chung là con này đỉnh. Áo phun đen chữ trắng cho chị Tuyết Nguyễn. Tuyết Nguyễn áo phun đen chữ trắng. Mày đang coi gì vậy? Chứ còn tôi kêu coi thử chị Tuyết Nguyễn. Kêu chị Tuyết Nguyễn. Tuyết Nguyễn. Ừ, Nguyễn ra đó. Nguyễn ta ra. Chị muốn gì trời? Áo thun đen chữ trắng. Ừ. Chưa để đâu rồi. Rồi thun đen chữ trắng của chị Tuyết Nguyễn 120 nè. Đúng không? Ừ. Rồi Tuyết Nguyễn 120 là thun đen chữ trắng rồi. Ở trên ta chốt có đôi giày gì, giày đá đen gì đó. Phía trên là chốt cái bộ cẩm tới này đá đen. Ừ, giày sao là 7. Dạ Tuyết Nguyễn nha, giờ em cho chị Phúc nó chốt là Tuyết Nguyễn nha. Dạ em cho chị Phúc cho chị Tuyết Nguyễn nè. Dạ chị Phúc nha, chị 1 phút. Không ai rồi, đặt lại. Rồi chị Phúc nè, trong vòng 1 phút này không ai chốt thêm trên 100 ngàn thì chốt con này cho chị Tuyết Nguyễn giá 100. 100 ngàn con vàng cho chị Tuyết Nguyễn nè. Ai? Hạnh Dung Trần nhiêu đọc lẹ đó con. Rồi 101 của Hạnh Dung Trần dừng nè. 101 của Hạnh Dung Trần dùng ha. 101 của chị Hạnh Dung Trần dùng. Nếu chị nào không chốt thì em sẽ chốt cho mấy chị với giá mở chị Hạnh Dung Trần giá 101 con này nha mấy chị. Da mềm, da mềm mịn êm.
hai chút nữa không? Rồi. Con này mấy chị không chốt nữa thì giờ em bấm phút nha. Rồi Hạnh Dung Trần bấm phút 1 phút nè. Trăm hai của Phạm Trâm. Đặt lại trăm hai của Phạm Trâm nè. Trăm hai của Phạm Trâm. Rồi lên tiếp áo khoác cho mấy chị nè. Áo khoác này áo khoác theo 60 đến 70 kg. Khoác theo đen 180 nè mấy chị. Theo đen mà đính đá nha. Nhưng mà con này là 60 đến 72, 70, 72 kg thôi. Chốt giùm em là khoác đen à. Rồi bắt đầu bấm trăm hai của Phạm Trâm nè. Trăm hai của Phạm Trâm. Áo này có size tới 100 kg nha. Có chế nào ở đây ngóng size 100 kg không? Để em biết em kiếm hàng cho mấy chế. Trăm hai Phạm Trâm đang bấm nè, 10 giây rồi nè. Đang bấm của Phạm Trâm. Phạm Trâm 120. 120 của Phạm Trâm. Rồi con này là mã xám nè. Mã xám là chị nào mà 60 đến 75 kg chốt mã xám đá nha. 130 Như Ý Quỳnh Nguyễn. Rồi bấm lại của Như Ý Quỳnh Nguyễn luôn. Chơi luôn. Đó, ai trong một phút này không comment lên là trăm mấy rồi? 130 của Như Ý Huỳnh Nguyễn. Rồi con áo đá bê nè. Áo đá xanh đen. Dạ 60 đến 77 kg. Áo đá xanh đen. Chị nào chốt màu gì thì chốt lên giúp giùm em nha. 17 giây rồi mấy chị. 19 giây rồi ha. Rồi đây là áo vàng nè. Áo vàng size 60 đến 90 kg nha. Con này mấy chị mặc đẹp nè. Con này áo khoác này mấy chị mặc đẹp phải đẹp nè. 30 giây rồi đó. 30 giây. Rồi ra con mấy con nhiêu vậy? Chị gì đó? Như Ý Huỳnh Nguyễn. Trăm mấy hả? 130 ngàn Như Ý Huỳnh Nguyễn. 130 ngàn Như Ý Huỳnh Nguyễn. Đâu mất cái túi rồi. 46 giây Như Ý Huỳnh Nguyễn. Cô lấy túi đỏ. Túi đỏ hả? Rồi lấy túi đỏ. Cứ vậy kiếm túi đỏ cho Như Ý Huỳnh Nguyễn. Rồi rớt xuống anh Tư trắng thun sờ não nha. Áo đá xanh đen. Rồi một phút nè. Dừng. Áo đá xanh đen của ai? Áo đá xanh đen. Rồi 100 mất rồi. 130 ngàn. Túi đỏ của Như Ý Huỳnh Nguyễn nè. Như Ý Huỳnh Nguyễn 130. Rồi chị Phạm Trân 140 muốn lấy màu gì? Ưu tiên luôn. Phạm Trân lấy 140 thích màu gì báo em. Rồi lấy gì chơi gì vui vậy? Chơi đang chơi 50 chụp mình đi chứ. Áo đá xanh đen. Áo đá xanh đen của chị Tre Thu Trần nè, 108. Hôm nay về con đầm của mày đẹp lắm nha, Đỗ Quỳnh Như. Tao không báo nhẹ nhẹ cho em con đầm da trăng ơi. Chị cứ hỏi có bóp nam là 500 nữa được. Bóp nam 500 đỡ. Bóp nam 500 đứa nào về quay video cho chị Tuyết vài cái. Nói chị Tuyết là chị Yên lựa một con đẹp nhất cho chị được không? Không ưng thì chị trả về lấy mẫu khác. 104 thích màu gì Phạm Trân ơi? 104 thích màu gì báo em. Ủa tiên nha chế con cái. Ủa lột tự nhiên kêu con. Nè Đỗ Bình Như. Nói chứ đừng có thấy cái màu rồi xỉu nha. Nói chứ đừng có thấy cái màu da trăng rồi xỉu nha. Đó thôi. Nè đầm nhúng nè. Nè đầm nhúng nè. Ok chưa? Da trăng nè. Da trăng đầm nhúng. Chị đâu chốt đầm nhúng da trăng chốt giùm em. Trăm tư màu gì báo nha. Phạm Trâm rồi, cô muốn lấy túi màu gì cô? Còn áo xám chịu xanh không? Gì? Áo xám chịu xanh. Áo xám chịu xanh này. Áo xám chịu xanh còn không ta? Hết sạch sẽ luôn rồi, còn bữa còn con cuối hết luôn rồi. Nãy giờ, bây giờ chỉ còn áo cô gái thôi. Chị Tuyết chịu rồi, lát nữa về chị lừa cho chị một cái túi, một cái hót. Một cái túi 500 thôi. Nhớ nhắc nha. 208 cầm da trăng túi 2 năm sau nó chưa đau đâu. Nãy giờ là mọi tập trung này không việc đó mọi người. Mệt mỏi. Ê Tây gom ê Tây. Gom áo khoác ê Tây. Nhiều mẫu quá. Mẹ không ai comment đó nè. Gom lẹ đi có chỗ bán. Áo thun 108 có màu gì? Đây áo khoác 108 có nhiều màu nãy giờ lên á. Nãy giờ lên một nùi màu. Màu đây là màu tím nè. Màu tím đá. Màu đen. Màu này là màu đen thêu. Không. Màu này hồng cánh sên. Xém. Màu này xám con chuột. Vàng này nha. Vàng cúc chó. Rêu cúc ngựa. Màu hết nha. Đen đá. Rồi đây. Con này là xanh đen cúc thằng lằn. Đó xanh đen này con đen cúc thằng lằn nha đó. Rồi.
đưa hàng lên lầu, đưa đàn qua bên hông lẻ đó. Dạ, nói chuyện không ai bán cho con áo 70.000 tôi đã dành nè, 60 đến 85 ký áo đen con chó tôi đã dành tôi mặc đó. Quần XL này có size từ 32 đến 36 270, quần đen XL tương đương 60 đến 83 ký quần đen. Đưa tay leo, đưa bao khó ở tay. Được chị Trân, lấy cái túi xanh ngọc. Cho em con xanh đen ơi. Xanh đen chị đặng bao nhiêu ký? Chút nữa em muốn chụp mẫu nha Trân. Đợi ơi, tối tao chụp tao gọi cho mày cho. Áo 70 ngàn của Hương Ngọc trước nè. Hương Ngọc vải đẹp lắm nha. Biết rồi, áo tôi đã dành là vải đẹp lắm. An đợi chút. Trang Trần áo xanh đen. Xanh đen 66 ký lấy 67 ký được không chị? Rồi Trang Trần này áo 108, áo khoác này mặc đẹp lắm. Trang Trần này. Rồi ai nữa? À, áo xanh đen chị vừa không đặng bao nhiêu ký chốt giùm em, xanh đen vừa không kịp chút ký nha mấy chị nha. À, bên đó rồi ai đâu xanh đen đâu? Đáng lẽ nha. Lẹ lẹ mấy chị ơi. Em có một con xanh ngôi sao nè. Ai chốt xanh ngôi sao thì chốt đi. Đó, xanh ngôi sao. À, 60 đến 90 ký hả? 90 ký thì chị có màu xám nè. 90 ký hồi nãy em có đưa lên mấy màu của chị không chốt được màu đó là chị không chốt được màu khác đâu. À, màu xám là chị vừa nè. Màu xám chị vừa. Màu cánh sen chị vừa đó. À, chị có hai cái màu đó chị vừa nè. Chốt cánh sen này đi đường đâu có bắt nắng chị. Mà cánh sen vải êm lắm. Chị tin em đi chị Đặng Vân. Màu vàng nè đó. Ba màu đó là chị vừa đó. Còn lại là chị không có vừa nha. Mà ba cái con màu size lớn thì nó lại vải êm hơn những con size nhỏ. Thông báo cho mấy chị biết đưa. Thông báo cho mấy chị biết là vậy. Những cái con màu size lớn thì nó lại êm hơn con size nhỏ. Bởi vậy con này không có bán giá trăm tư đâu nha mấy chị. Tại vì bán đấu giá cho mấy chị comment lên cho cái bài nó trồi lên cho nó bán buôn bán thôi chứ. Mấy con này em nhập vô không đã gần 300 rồi, đừng giỡn hoài. Cho nên là mấy chị chốt đi chốt lẹ, đừng ai cho em coi con màu này màu kia nữa nha, ưu tiên thôi. À, đừng có buồn. Buồn nó không có bằng cái lỗ nha mấy chị. Buồn nó không có bằng cái lỗ lòi lồ với lỗ lòi le. À, đây là xanh ngọc. Rồi. Cất nha. Tên chữ bê bê chị không có vừa. Nói rồi, đọc nãy giờ luôn á. Đọc nãy giờ là không có vừa. Đọc nãy giờ là 90 ký, chỉ có 3 con đó thôi. Phạm Trân là tư, đưa trăm tư đi. Chứ con này nhập vô cũng không, cũng còn 300 rồi đó quý vị. À, để bán đầu like thôi rồi cho đấu giá cái gì thôi chứ. Chứ à, đâu cái ấy được, ấy vậy được chị. À, rồi đưa cái bao này lên lầu nè. Đi đi. Có nè. Có vàng xanh đen bê bê. Đâu. Từ từ đi. Từ từ. Xanh đen bb nào mà tao nhìn quá tí. Không hề có. Xanh rêu. Xanh rêu bb à. Còn xanh đen nó dưới 75 ký thôi chị. Không có. Không hề có luôn. Không, nó không giống. Áo. Đúng hả gì? Đúng hả gì? Con đen bb size nhỏ mà mày la cái gì bự vậy? Size nhỏ dưới 75-77 ký thôi. Còn bả còn điểm thêm câu đúng nữa chứ. Rồi đợi cái sau lưng kia. Rồi lên hàng tiếp cho mấy chị nha. Rồi quần thể thao 60-75 ký còn 2 con. Quần thể thao mà có lưới. Quần thể thao có lưới nha. Size 60 đến 75 ký, 120 còn 2 con. Giá nào chốt 2 con quần chốt giùm em, 3 quần tay sáng để nhà dưới không ti. Không có đúng đâu chị. Rồi nó đi đâu rồi? Nên bao hàng lầu rồi ạ. Để lại. Nó bỏ hàng ở đâu rồi Tư? Ủa? Ủa cái thằng quỷ đó giặt quần thiệt đó chứ. Rồi em có quần. Em có quần lấy kim viền nè mấy chị. Quần này là size 70-85 ký lấy kim viền nha. Còn mấy chị mà khác cái size này thì mấy chị cứ lấy để em lấy size cho mấy chị ha. Xanh mà chị lên đầu tiên. Nói chung là những con em chốt lại lần nữa là những con xanh đen á.
Ờ, nó là đều dưới 75kg hết là chị đặng mon nha, em chốt lại lần nữa. Rồi đây là mấy chị con lính này cũng 70-85kg nè. Lính này là legging nha, có đầu gối, em có con quần tây. Em có con quần tây nè mấy chị, con quần tây nè eo 104 đến 110. Eo 104 đến 110 quần tây. Quần tây caro này giá 200. Giá 200 quần tây caro nha. Quần tây caro giá 200. Chị nào chốt tay caro giá 200, chốt lên giúp giùm em tay caro giá 200 nha mấy chị nha, tay caro giá 200. Chị nào chốt tay caro chốt lên giúp giùm em ha, tay caro 200. Cho mới gửi lên. Xanh da trời không còn đen. Đưa coi thử cái bao lại. Đưa cái bao ở phút đá lên đây ạ. 300 hả? Kiếm đây. Hình như còn một hai con đó là chưa kiếm. Đó là chưa kiếm. Con này con bê bê đầu tiên. Con này là con xanh rêu. Bán con này 90kg chị mặc ôm được không? Con này chị mặc ôm được không? Con này là xanh rêu này, chị mặc hơi ôm chút nha. Chị đặng bông. Đặng bông 180 này xanh rêu. Legging đó không có rộng rộng đâu. Legging đó không có rộng rộng. Legging nào em mặc em cũng phải ôm vô người đó. Chứ legging mà em mặc mà nó rộng là em sẽ bị tuột xuống. Chị Phạm Trâm. Legging mà mặc rộng á. Chưa mua áo dây, chị có áo tập không? Tờ quần tây caro 95kg vừa hôm quần đó là eo 110 là 95kg chính xác luôn á chị nha. Quần đó là 95kg chính xác luôn, quần đó là chị tâm chốt á. Quần kim tuyến đen, đầm đó đầm 300, tí đứng dậy kiếm đầm đó đi. Kiểm tra trong đó thử có không? Nó có về chụp hình xong rồi đã tay. Đưa tao áo khoác đá lên lầu. Cái quần lấy kim này chị Trân lấy á, là phải lấy form ôm. Nếu không lấy form ôm là không có được cái lấy kim mà chá. Còn nếu chế thích thì chế lấy form này nè. Rồi đưa tao lấy kim xuống dưới luôn. Chế thích thì chế lấy form này. Chế thích chế lấy quần xếp ly nè. Trời ơi em nói thiệt, quần xếp ly 150.000 mà chị nào 75kg. Chị nào 75kg cũng không đẹp, 80kg đến 95kg. Em nói thiệt với mấy chị nha, 80kg đến 95kg chốt cái con xếp ly 150.000 này mấy chị về sẽ mê mẩn. Mê lắm, mấy chị không có biết được cái vải nó đẹp như thế nào đâu. Mấy chị không có biết được cái vải nó đẹp như thế nào về cái con này đâu nha mấy chị. Cho nên là mấy chị á hả, là chốt thích con này là phải chốt liền nha mấy chị nha. Hết con này là phải chốt liền, chốt mau. Chứ không có chốt liền chốt mau á thì em nói với mấy chị là không có kiếm được con vải nào đẹp như thế này hết á. À, vừa chị lấy dạ ok chị, 200 của chị Quỳnh Nga. Quần caro 200 của chị Quỳnh Nga. Quần này 150, ờ chị 1m7 là đẹp quá trời. Rồi chị ăn gì chị? Chị ăn gì chị báo không nè. Quần, mấy quần này là chị Quỳnh Nga về, chị Quỳnh Nga thích nè nè. Nó may theo form. Nó may theo form thể thao mà form biggie á chị, mà vải đẹp lắm nha. Đây quần đen 150.000 nè. Chị nào chốt quần đen 150.000, chốt lên giúp giùm em quần đen 150.000. Cái bao này để chút rồi bỏ vô cái form thể thao nè. Cái đầm này size gì đây? Đầm này là 280.000 nha.
đầm này để trên bàn cái gì, chút nữa gì giờ chị chốt cho ốc tiêu mà chị chốt cái view đi tỉnh. Đầm này là đầm Von May 2 lớp của hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Đầm này Von May 2 lớp của hàng Việt Nam xuất khẩu. Để cái view đó trên bàn cái gì, cho chút nữa gì chốt cho ốc tiêu. Cái quần baggy này đẹp lắm nhưng mà lâu lâu nó mới có hàng. Chứ không phải là tính ra là giá 150 nó cũng rẻ luôn á mấy chị. Giá 150 nó cũng rẻ nha. Rồi áo gì đây? Rồi áo be be nè. Áo be be thì 120.000 cái nhưng mà size 60 đến 75 kg nha. Chị đang ăn cơm với kia. Bởi em ăn cơm với thịt em có 1m67 à. Nào áo be be nè mấy chị. Áo be be này là 60 đến 75 kg nè. Hả? Áo bebe nha mấy chị. Chị nào chốt bebe này chốt lên giúp giùm em bebe kèm số ký. Bebe này còn có được 3-4 cái à. Nhưng mà nó là size 60 đến 75 ký. Con này là con túi đựng mỹ phẩm nè. Con này là con eo vì đựng mỹ phẩm. Con này 160.000. 160.000 con eo vì đựng mỹ phẩm. Chị nào chưa có thì chốt lên giúp giùm em nha. Tây ô hút mấy cái túi kia bên kia bỏ vô cái bao về chụp hình này Tây. Còn cái hàng này là hàng gửi cả Bình nè. Con này là bỏ trên đầu tủ đi. Dạ bốn. Dạ ốm nhôm ốm nhách là chị. Ốm nhôm ốm nhách luôn. Nói cho có tối mà 8:30 em có like nha chị Quỳnh Nga. Nào, em có like nha chị. Giỡn giỡn chứ cần khách lắm. Nói chuyện bùng bùng điên điên vậy á. Cái này dễ thương lắm. Nên vào like giúp em. Nói nghe nè. Ủa cái này chụp hình rồi. Đợi nha, đợi em kiếm mấy cái mẫu. Rồi hai đứa bay quýnh lộn với tao. Bắt đứng cái đồ lè nha. Đừng có ăn hiếp chị tôi. Nghe chưa? Phải nói chưa? Chưa có ăn hủ lãi đâu. Hồi đang bán tới gì vậy? Hồi bán từ sáng giờ mới 10 giờ rưỡi hả? 10 giờ hả? Có dép nào mang ở nhà size 43 không chị Thu Vân? Hiện giờ á, em đang còn mấy đôi thể thao. Thể thao mà đi mưa đó, thể thao đi nắng đi mưa đó không có bị hở keo. Nó bằng giống như cao su non á, mà có size 42, 43, 250, 280 thì em không nhớ thiệt. Mà em xả cho mấy chị 150, có chị nào muốn coi thì nói em lấy. Còn hiện giờ dép 43 là em đang về một lô hàng, mấy chị đợi em nha. Em đang về một lô hàng size 43 dép với giày luôn. Tại vì khách hỏi nhiều quá buộc lòng em phải về. Con quần này là con quần chính tất trắng nè. Con quần chính tất trắng, con này là eo 104-105 nè. Kêu tao mua bận cụ măng keo giấy mà thằng Bảy nó không mua cho tao. Ngày nào tối tao cũng nhận. Ai cứ nhớ là bạn có ngựa không về nhắc đâu. Hầu kiều em kêu đợi em đi mua kêu khỏi. Biết ở đâu để đi mua. Cái hai cái bao đồ chị đâu? Ai à? Nó báo sao giao hàng không thề con? Chưa nghe điện. Nó báo lên app á. Rồi chụp hình báo qua Quang Lệ Ngọc qua chị ơi, khách giao hàng mà chị hẹn lại. Thôi chúng mày hối quá trời. Vậy mà trong vô trong live hối quá trời luôn. Cũng mệt lắm á. Có đồ giãn chị. Dạ quần đó hàng. Em nói với chị nghe. Quần trắng co giãn, chị Trang Mùi co giãn mà quần trắng này êm lắm, khó kiếm cái mẫu này lắm. Em nói cho chị Quỳnh Nga nghe, khi mà chị mặc một cái bộ đồ của hàng Việt Nam xuất khẩu, chị rất là mê, vải co giãn đẹp lắm. Tại sao? Bởi vì tại sao có nhiều khách mà mua em, tới bây giờ mua em tới năm thứ năm rồi, tại vì em bán ế thôi. Quần trắng này vải đẹp lắm chị Trang Mùi, quần trắng này vải rất là đẹp, đồ co giãn rất là mê nha. Đồ co giãn là bao phê lê luôn á chị, ha. Rồi co giãn là mấy chị ghiền, bao ghiền ha. Rồi lên mẫu khác cho mấy chị nha. Làm như tháng 7 cái, làm như tháng 7 tháng cô hồn cái mở cửa
mở cửa quỷ môn quan ra cho nên mấy má sợ ai nhập rồi mấy má ngủ sớm hay sao. Mới giờ này like còn có năm mấy người coi thì tao nói tao buồn rười rượi luôn. Quần trắng chốt với chị Trang nè. Dạo quần này á chị Trang, hồi nãy em quên nói với em chưa đọc giá chị Trang. Quần này là 250.000 chị Trang. Không bán chị 200. Không, 250 á chị, em lộn giá. Chị có quần trắng thôi chứ chị có quần đen kia thôi chứ quần này là 250 nha chị. Rồi giờ lên hàng xưởng cho mấy chị nha. Hàng lộn xộn của Việt Nam xuất khẩu nè. Rồi Tuy ơi lấy một cái bao hút cái đống áo nó kia vô. Đây là áo lộn xộn hàng Việt Nam xuất khẩu. Áo quần lộn xộn hàng Việt Nam xuất khẩu. Baby Bi đưa cái quần caro của chị Quỳnh Nga cho chị coi. Nè em cho chị Quỳnh Nga coi gom nè. Đã. Nói chung là eo phải sơ 105 đến 110 mới vừa. Quần trắng nó size lớn lắm chị Tuyên, mặc không có vừa đâu. Quần trắng em còn một bao bên nè bên kia lận nha, mà chị không vừa đâu, nhưng mà không có đẹp bằng con này. Rồi đúng rồi nè, bỏ vô đi Tuy, bỏ vô đi Tuy ơi, bỏ vô đi. Rồi cái bao quần tay bỏ nhà dưới ra trên lầu. Quần tay là em có 60 đến 90-95kg luôn nha mấy chị. Quần tay á, quần tay là 200.000. Nè mấy chị coi tôm quần tay nè. Mấy chị coi tôm nha, tôm này là có cái cài nút nè. Mấy chị coi tôm quần tay nhà em nè. Đó em kéo tới cửa đó. Mà em xin lỗi với mấy chị, chứ mấy chị mặc cái con quần này là đừng có nói cái chuyện mà sợ rách đáy rách đít, nó không có đâu. Nó may hay lắm, em không biết nó may như thế nào. Nhưng mà cái hàng Việt Nam xuất khẩu nó may lúc nào cũng đỉnh. Bởi vì em hay là trả mình. Xé cái tờ giấy ra. À, con này eo 106 nè. Con này tương đương là khoảng cỡ 90kg nè, quần đen. Quần đen này tương đương khoảng cỡ 90kg nè quý vị ha. Quần cao luôn. Đúng không? Ừ. Cái áo lộn xộn chưa? Áo quần xuất khẩu. Áo quần lộn xộn. Đó quá hả vậy? Không. Con này eo 101 đúng không? Hồi chế nào mà 95kg chốt con này là cái bằng là chết ngắt liền. Con này là quần để riêng chút nữa bỏ trong bao quần nè. Bỏ trong bao quần bớt dọn cái chút này đi. Rồi quần này là quần ring nha. Quần ring hoa văn xanh. Quần này 150.000 nè. Ring hoa văn xanh. Chị nào chốt ring hoa văn xanh chốt lên giúp giùm em. Ring hoa văn xanh tốt hết luôn. Đưa con áo hồng cho chị đi. Đây. Cái áo hồng với áo bi Tuy đang cầm. Quần tay eo quần này là. Quần này là eo 106 nè. Dạ quần tay eo 100 là của chị ạ. Quần tay là để trên lầu hay dưới đây nhà sau. Nhà sau hả? Đưa cái con quần tay kia đi. Đưa con quần tay cho chị Trang. Quần này là không có giãn thì nó sẽ sai của chị ha. Quần tay này của chị Trang mùi 200 nè. Eo 100 đến 103-104. Trang mùi 200 nè. Quần này eo 106. Quần này eo 106. Em có con áo ạ. Hồi sáng cái con này mà nếu mà em có size lớn là chắc em bán nhiều quá mấy chị. Con này nè. Hồi sáng mà nếu em có size lớn chắc em bán hơi bị nhiều. 60-82kg vừa nè mấy chị coi form nè. Vải lining đó mấy chị. Tổng cộng mấy bao của mình anh. Vải lining đó mấy chị dễ thương không? Có 100.000 con à. Dạ 65-82kg. Mà cái bi này nó làm là bi nổi nha. Bi theo nổi ha. Con này là vải lining nè. Dạ bán 100.000, 65-82kg bi. Ôi chế nào chốt bi cà phê sữa này chốt giùm em nha, trúng một khúc luôn. Tại vì con này bình thường là giá, coi gãy tay. Con này giá bình thường là phải 160 nha mấy chị nha. Tay caro dài bao nhiêu? Em không biết nó dài bao nhiêu nhưng mà em là 1m67 là em mặc nó vẫn còn dài chị ha. Đó. Rồi đây nè mấy chị ơi. Bi của chị Lâm Nhật Phương, hình như chị Lâm Nhật Phương nãy có bill lúc đầu like phải không? Lâm Nhật Phương Bến Tre 309 là con này đẹp lắm. Con này nó may bằng vải linen mà may cái hàng của Việt Nam xuất khẩu. 100.000 của Lâm Nhật Phương nè. Áo bi này là size 65 đến 8 dưới 82kg. Áo bi này là size 62 đến dưới 82kg. À, chị Vi Tu không vừa. Chị Chi Nguyễn không vừa. Chi Nguyễn không vừa. Áo hồng hồi trưa cũng vậy nè. Áo hồng cũng bán 100.000 nè. Nè mấy chị con cơm áo hồng nè. Đẹp xuất sắc không? Cũng 100.000 hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Ôi xinh quá trời luôn. Con này là size 60 đến 75kg. Đưa hai bao xuống dưới để mai anh Phước chở đi đi.
để nó gãy cái kệ nữa. Tôi xuống dưới cho anh Tân, tôi xuống dưới cho chồng ngay trước kính cho em. Dạ, áo của chị Trang Bùi nè, áo bi bi, áo bi sáng của chị Trang Bùi nè, ra đây. Ê, đổi của chị gì đó đi, đổi của chị Lâm Nhật Phương đâu, đổi của Lâm Nhật Phương lại nè. Rồi lấy ti lấy một con size L ra đây cho chị. Ở đâu chiều giờ đi kiếm cái size L không ra. Rồi, ủa size L luôn mà. Rồi cái này của chị Trang Bùi nè, Trang Bùi size L nè. Áo này dưới 82kg thôi, chị Vi Tu mặc được không? Chị Vi Tu mặc được thì mới lấy ha, còn mặc không được thì đừng lấy. Áo hồng, chế nào chốt áo hồng 60-75kg chốt giùm em. Khi mấy chị mặc lên với chân váy quần đen tự khắc, cái con áo nó đẹp tự khắc, mấy chị sẽ thấy đẹp ha. Áo bi 82kg của chị Chi Nguyễn nè, kem bi của chị Chi Nguyễn. Đúng rồi, thanh lời luôn. Kem bi của chị, em là mặc thoải mái nha chị Chi à. Em bi chị Hoàng Phượng. Hoàng Phượng một áo bi 100.000 của Hoàng Phượng luôn. Vi Tu lấy luôn không? Rồi Vi Tu một áo 100.000, chốt hai con áo bi luôn. Vi Tu với Hoàng Phượng. Vi Tu 100.000, có size một size à. Vi Tu 100.000, Hoàng Phượng 100.000. Dạ ok chị. À, cánh sen mấy chị không chốt đâu. Áo này là 200. Áo này là size, có size bây giờ như hết 200 không tí. Áo này còn size 60-80kg thôi. 60-70kg một con và 70-80kg một con. Là áo beo nè. Chế nào chốt áo beo. Áo này mấy chị có tùng áo nè. Nè chị Vi Tu ơi, hổm giờ chị Vi Tu lấy cái con đầm đá bi chưa? Chị Vi Tu lấy con đầm bi xanh chưa? Những con này mà chị nào mà dưới 85kg là mặc, nhưng mà size 16 nha. À, em size nhỏ nha chị. Dạ ok. Áo beo, à, áo beo của chị Kim Tuyết Lê XL tí ơi. Kim Tuyết Lê XL. Xong em sẵn em chạy giữa cầu thang, em lấy chị cái đầm bi đá luôn nha. Lấy cái bao đầm bi đá xuống luôn. Lấy con này của Kim Tuyết Lê 200. Con này 200 mấy chị mặc với sọt cũng đẹp. Mấy chị mặc với lấy jean dài cũng đẹp. Mà mặc jean cũng đẹp ha. Là cái con này nè. Là cái con hàng xưởng nè mấy chị. Là cái con hàng xưởng này nha. Con hàng xưởng này mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp. Đeo con đồ nha, đừng cùng vô mấy cái đống này. Áo beo dưới 80kg nha chị Quỳnh Lê. 80kg cao nhiêu báo em đi. Chị Quỳnh Lê em nói nghe nè, em nói luôn, nói chung em cũng còn khách mà mấy chị cũng cần mua đồ. Cho nên ví dụ như tới nơi là em cho mấy chị kiểm tra hàng, là mấy chị mở ra mấy chị thấy đúng những cái mẫu em bán cho mấy chị á, thì mấy chị nhận giùm em. Còn vô thử đi chật rộng thì cứ báo yêu. Ví dụ như chị em đưa chị cái con áo beo này, ví dụ chị về chị chật ra chị nói yên ơi, cái này chị bị hơi bị nhỏ size chị đổi cho em, yên đổi cho chị con này lớn hơn tí, là em tự chụp hình em tự gửi đồ đổi cho mấy chị. Chứ tới nơi mấy chị kêu con này chật, con này rộng, lấy con này xả con kia là em cho hàng về luôn mà em không bán được nghe chị Quỳnh Nga. Nói chung là em nói cho mấy chị hiểu ở shop bên em như thế nào. Lên lấy thêm con beo về thằng kia, con đục cái lũng mỏ mày nha thằng kia. Lấy hai cái áo beo XL chạy từ từ thôi. Đó em nói rất là rõ luôn, lấy hai con beo. Chị gì em Quỳnh Nga chưa? Rồi Quỳnh Nga một cái nè. Quỳnh Nga một cái nè, Chi Nguyễn một cái nè, đó hai ba hai con.
em báo phơm nha. Rồi, đang chốt mấy cái mẫu áo thun cho nó ra kịp có bán á mấy chị ạ. À, mẫu này là như hồi sáng em đã hứa với mấy chị là mẫu này vải co giãn 4 chiều. Và em sale cho mấy chị mã này là 280. 280 hay 260 gì em không có nhớ. Mẫu này thứ nhất nó là đơn giản, nó phơm xòe như thế này thôi. Ở giữa nó là hàng nút và hai bên tay nó như thế này ha. Và sáng nay em có nói là em sẽ hứa em sale cho mấy chị mã này thì bây giờ em sẽ sale cho mấy chị mã này. Xả cho mấy chị với giá 160.000. Nè mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi vải giùm em là rất là đẹp. Xả luôn 160. Chị nào chốt 160.000 đồng này, chị Vi Tu em có hai mẫu đầm sai chị nè. Anh Ti, anh Ti đứng gì lấy cái đầm màu bi xanh rồi sao? Lấy xuống nè. Cái biêu của ông Lon Bùa Thái á anh ạ. À. Nói đại là cứ ấm đi. Rồi xuống dưới kêu ông Lon cứ lựa được mẫu nào thì rồi có trên giấy thì cứ nha anh. Còn không mày trẻ gì anh hiểu không? Cứ tính đi nhưng mà đừng tính xíu. Đây nè chị Vi Tu, những cái con này mà mấy chị mặc lên là bao phơm bao đẹp luôn. Mấy chị vô trong bay của em coi em mặc những mẫu đầm này nè à, nhưng mà con này chỉ còn size 14 và size 10, còn size 16 thôi đi. Nó còn size 14 và còn size 16. Nó còn size 14 và size 16. Ti ti đưa chị coi cái con đầm ti đang cầm này. Mấy con này để dưới đất hết cho chị đừng đụng. Chừng nào cái nào chị biểu làm bỏ, hồi nãy tao bỏ chỗ này thì bỏ im đây đi. Ngồi im ở đây chừng nào biểu mẫu nào làm. Áo beo vải gì có co giãn không? Không có co giãn nha chị, nhưng mà nó có cái chung thun. Nó sẽ không có làm mấy chị chật ha. Đó, 160 ngàn em mới bán gì 160 à? 160 kèm số ký giúp em anh Tư, đầm này anh Tư biết nè. Không có biết có đem lên lầu không hay nằm nhà dưới à, em không biết ghi là đầm gì, hình như đầm mà. Em không biết nó ghi là đầm gì. Đầm này hồi bữa nhà dưới anh Tư hay lấy cho em á. Chốt giùm em đầm sale 160 kèm số ký. Tại vì cái mẫu nó đơn giản thôi. Nó may kiểu giống như là mình không dặn thì nó may thôi, cho nên em không thích bán à. Cho nên em không thích bán mẫu này à. Không thích bán. Không thích bán nha à, sorry. Chị nào chốt mẫu này chốt lên giúp giùm em nè. Rồi em kiếm cái bộ xếp ly hồi nãy nha. Và nậu cha. Mới nãy không kiếm thì nó nằm trình hình trước mắt á. Giờ mình kiếm thì không thấy đâu hết trơn hết trời. Muốn quýnh lộn dễ sợ. Muốn quýnh lộn dễ sợ à. Lúc nãy không kiếm thì nó ra cái bộ sale đó. Đẹp ơi là đẹp. Giờ mình kiếm á thì beo là không có co giãn nha. Rồi em có một cái mã nữa đợi chị Kim Tiến lên, nó nằm ở trên phòng em á. Nó nằm trên phòng em á. Em có một cái đầm này nè mà em lấy một lần một bao nè mấy chị. Y chang mẫu đó nhưng mà đầm này đầm đá. Mà chỉ có 280.000 thôi. À, chỉ có 280.000 thôi đâu rồi ta? Bờ gì móc gỗ rồi đâu rồi? Đây nè mấy chị. Chị Kim Tuyết Lê đợi em tí nha. Mã này là mấy chị thấy là mã bi đúng không? Nhưng mà nó là bi đá. Hầu như toàn bộ 100% nó đều là đá ha. Ở đây là cái lớp trong đầm nha. Chứ khi mấy chị mặc lên nó không có thấy bụng ha. Rồi chốt giùm em đầm này. Đầm này em có size từ 60 đến đến dưới 85kg ha. 60 có khi là tương đương là từ size số 10 đến size 16 nha mấy chị nha. Đầm bi. Trời ơi, con này em nói mấy chị mặc lên đẹp kinh thiên động địa lắm là con này nè. Con này mấy chị mặc lên mấy chị bao phê lắm. Rồi cắt hai cái mẫu này lên, tôi chéo này lên, đưa đây lên nào. À. Đầm bi đá của ai à? Kim Tuyết Lê. Đầm bi đá, chị Kim Tuyết Lê 75kg không? Size 14.
chị em nói chị Kim Tuyết Lê chứ đầm này á hả, lấy size 14 của Kim Tuyết Lê. Đầm này mà chị Kim Tuyết về mặt là em nói nó đẹp hơn cả những con đầm 1-2 triệu luôn. Em nói thiệt, nó còn đẹp hơn những con đầm 1-2 triệu luôn á. Con này còn mấy cái, con đã đưa cho em, con này đây còn thang không? Nè hai nè, đi lên kiếm cái đầm này xuống chốt cho đầm hàng xe con cái đây nè. Xong Bi làm xong cái đó, Bi đi chốt giùm cái 280 nè. Bao đây hồi bữa bỏ nhà dưới, kiếm hết nhà dưới, có chưa còn không có thì lên lầu á. Nha, đầm Bi đã. Kiếm hết nhà dưới thì không có thì lên lầu. Đầm đây hình như còn xây XL. Dạ còn xây XL nhưng mà thiệt em không muốn xe con này. Có thiệt lòng luôn, không muốn sale cho nên đầm này là vẫn là 280 nha, 280 ngàn. Nhưng mà ý nói thiệt với mấy chị á, con đầm này nó đẹp bà cố nội luôn. Về mặc thử đi rồi bé biết nó đẹp như thế nào mấy chị. Về mấy chị mặc thử đi rồi mấy chị mới biết là con đầm này nó đẹp như thế nào. Nó đẹp từ cái vải tới cái form tới cái dáng và tới nói chung là rất là dễ thương. Và con đầm này là 280 ngàn. Anh Phước đứng dậy treo cái đầm đen này lên cho em ạ. 280 ngàn đồng này nha mấy chị, đưa em khỏi chị. 280 ngàn đồng này, mai chiều giao em, hai sáng chủ nhật giao em, chiều chủ nhật đi mấy cưới. Review của chị Kim Tuyết Lê là giao trong ngày đây. Rồi đây là đầm hàng Việt Nam xuất khẩu nè, đầm này đầm caro, đầm này size 14 nè, sáng nay chị Kim Tuyết Lê lấy chưa? Lấy size XL của chị Kim Tuyết Lê, đầm này sáng nay chị lấy rồi đi ăn tiệc chưa? Thứ nhất đó là cổ tim trước tim sau và tay nè, tay đẹp lắm. Và khi mấy chị mặc chỗ đây nó căng lên, mấy chị mới nó làm cho mấy chị không có thấy này. Đầm này dưới 77 kg caro. Đầm này dưới 77 kg caro đúng không? XL cho Kim Tuyết Lê. Kim Tuyết Lê XL. Lấy đầm caro 280 ngàn của Kim Tuyết Lê. Con này đẹp lắm chị. Con này đẹp lắm. 280 ngàn của Kim Tuyết Lê. Còn cái kia là 160 của Kim Tuyết Lê luôn, có chưa y chưa? Rồi một con 160, một con 280. Rồi lên tiếp cho mấy chị đầm Bi size 16 là size của chị Chi Nguyễn. À size này nó size 60 đến 100 kg nha. Chốt giùm em đầm Bi. Và đầm này em có hai màu, một màu bi đen và một màu đen trơn. Nhưng mà hai đầm vải nào cũng co giãn. Thứ nhất là mấy chị thấy cổ tim không? Đó, cổ tim nè mấy chị ha. Cổ tim có miếng đắp chéo, tay con nè. Nhưng mà ở dưới nó làm cái gượng cái đây đẹp lắm. 60 đến 100 kg đầm Bi. Đầm này 280, sửa nhà em 280 ngàn, xưởng nhà em. Đầm bi đá 85 kg size 16 của chị Chi Nguyễn. Coi Chi Nguyễn, mình có hai Chi Nguyễn lận nha, coi lộn. Chi Nguyễn 687 Bình Dương. Chị Chi mà lấy đến con đầm bi xanh kia cũng đẹp nha chị Chi, cũng đẹp ha. Em có con dùm 60 đến 70 kg nè, con dùm này 250 ngàn, dùm này size 60 đến 70 kg. Chị nào chốt dùm size 60 đến 70 kg chốt nhà em. Em có một con đầm lưới 60 đến 80 kg, 250 ngàn đầm lưới. Nhưng mà con này mấy chị thấy sẽ không đẹp đúng không? Mấy chị thấy sẽ không đẹp nhưng mà khi mặc lên rất là sang. Tin em đi, 60 đến 80 kg đầm lưới. Mà một khi đầm lưới thì vải nó rất là mềm và êm. 250 ngàn đầm lưới size 60 đến 80 kg đầm lưới. Chị nào chốt đầm lưới chốt lên giúp giùm em đầm lưới. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm bi size 12 dưới 73-74 kg. Chị nào 75 kg cũng vừa nhân đầm bi xanh. Đầm này giống như cái đầm của chị Kim Tuyết Lê lấy, size 12 dưới 75 kg. Đầm này thứ nhất là cổ tim nè, đẹp con tay nè ha. Ở bên trước nè mấy chị coi là đầm này chị nào dưới 75-76 kg cũng vừa nè, size 12. Đầm này ở trước khi mấy chị mặc như này nó sẽ căng ra, nó làm mấy chị không thấy bụng. Chốt giùm em đầm bi size 12. Size 12 đầm bi. Size 12 đầm bi, chị nào chốt đầm bi size 12, chốt giùm em đầm bi size 12. Size 12 đầm bi nha mấy chị nha. Size 12 đầm bi. Ai chốt đầm bi chốt lên giúp giùm em. Rồi bộ này có size 60 đến 100 kg nè. Bộ chốt giùm em là bộ hoa, bộ xanh này, bộ lá xanh. Bộ lá xanh này 160, có size 60 đến 100 kg, coi thử còn bao nhiêu người coi. Size 60 đến 100 kg. Lá xanh. Ai chốt lá xanh chốt giùm em lá xanh. Lá xanh kèm số ký nha, bỏ bịch đi.
lá xanh kèm số ký kèm lá xanh. Khóc còn kiểu nào không chị? Khóc còn khóc tím. Anh Tư là cái kệ ngay dưới cầu thang đi xuống, khóc còn khóc tím. Khóc tím này giờ xe cho mấy chị 150-200, 280-250. Em nói là em không nên trò nãy giờ chưa được đi uống nước nào luôn nha. Cà chua đi con. Rồi nó ra đá luôn rồi kìa. Quên luôn. Bán ế lo xay mê bé luôn. Dạ em xả cho mấy chị con khóc tím nha. Vừa lòng tao. Dạ đồng ngọc trai có size 60 đến của chị Chi bình thường 80 mấy ký, 82 hay 85 gì. Đây là đồng ngọc trai nè. Trời ơi chế nào mặc cái con đồng lên lên vải gọn mà đẹp lắm. Con này là 280.000 hàng xưởng nhà em. Chị nào chốt hàng xưởng nhà em chốt lên giúp giùm em. Đây là hàng Việt Nam xuất khẩu 200 nè. Nhưng mà con này từ 80 đến 1, con này cũng từ 85 đến 100 ký. Đầm thun lai dông 85 đến 100 ký. Đầm này 170.000 đồng một cam đất nè. Cái tím ngay chỗ cầu thang, ngay chỗ trên cái kệ luôn anh Tư. Áo khoác tím nhạt trên cái kệ luôn. Áo khoác tím nhạt, áo trên đó cái màu tím nhạt, đừng có lấy tím hoa kè. Cho anh Tư đi, có cái bao đầm này nè. Nói tao nói hết nổi nó rồi. Nói nó phải hai lần cái đầu nó mới thấm đạn vô rồi. Rồi em lên cho mấy chị con đầm bi nè. Con đầm bi này là em ghiền nhất trong tất cả các con đầm mẫu nhà em về. Thứ nhất là nó làm rút ngực rất là đẹp. Thứ nhất làm rút ngực đẹp lắm à. Thứ hai tay đó nè. Mà form này dài tao ống quyển đẹp không mấy chị? Form này dài tao ống quyển nha. Rồi khoác tím nè. Em nói thiệt với mấy chị, con này mà bán 150 chưa đủ tiền vải. Mấy chị coi lên tâm nè. Mấy chị coi lên tâm nhà em là đẹp không? Mà con khóc này form cực kỳ đẹp. Con khóc này bụi đời lắm. Con khóc này mấy chị mặc cỡ nào cũng đẹp nha. Xả 150 khóc tím. Còn được chắc còn cỡ dưới 10 cái. Không có nhiều đâu hết này. Dưới 10 cái mấy chị. Còn còn cỡ dưới 10 cái con khóc tím này nha. Chị ra chốt khóc tím, chốt lên giúp giùm em khóc tím. Kẹp trúng không chị. Kéo ngu, kéo ngu. Ai chốt khóc tím, chốt lên giúp giùm em xả 150. Xả 150 bị gì ta? Xả 150 quẹo lừa. Xả 150 quẹo lừa giùm em nha. Khóc tím có size từ 60 đến 100 ký mấy chị. Khóc tím size 60 đến 100 ký. Em mà đưa cái phơm khóc tím ra thì chị thấy là chị phê luôn á, chị Phương. Lấy size L đi chị. Nè. Mấy chị thấy rằng nó may cái form đẹp không? Cái form bao đẹp cho mấy chị luôn. Nè cho mấy chị coi gần cái vải nè. Đó. Khóc tím kèm số ký nha. Chị nào chốt khóc tím kèm số ký, chốt lên giúp giùm em khóc tím kèm số ký. Số ký kèm khóc tím, anh Tư đưa cái bao này lên màu nè Tư. Đây là bao quần tây ha. Đây nè. Rồi đưa lên đây. Khóc tím, khóc tím. Chị nào chốt khóc tím, chốt lên giùm em nha. Khóc tím tay L. Vậy à, đưa cái kia rồi. Tay gì vậy? Tay L của Khánh Phương. Này sẽ XL rồi. Chúng lấy một cái L, một cái hay. Rồi Khánh Phương tay L nè. Đặng Văn hay ít nè. Đặng Văn hay ít nè. Khánh Phương tay L nè. Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Tao áo bỏ vô nè. Khóc tím có được có size 100 ký không? Nhiêu tiền? 150.000. Khó tím 100 ký của chị Khánh Phương. Rồi L. L của Khánh Phương trước con. L của Khánh Phương 150 trước. Rồi 2 của Đặng Vân. 2 của Đặng Vân 150. À, em áo khó tím. Áo khó tím 70 ký size L của Hoàng Phượng. Kiếm của thường có size 3 ít. Tay L ba, rồi Hoàng Phượng 150.000. L là 60 đến 70 ký. Rồi đây của chị Huệ Phương nè. Chị Huệ Phương báo giá hai cái đầm qua cho em đi. Em trừ tiền hai cái đầm đi chị. Rồi Huệ Phương 150 nè. 150 Huệ Phương.
kia đưa lên đây. Móc lên kiếm chỗ móc lên. Rồi em lên cho mấy chị, con này là đầm bi hàng xưởng ha. Đầm bi hàng xưởng. Đây là chốt đầm bi. Đây là con Dinh Hoa nha. Áo tím của size L của chị Ren Nguyễn. Đây là con Dinh Hoa. Nói thật sự là mấy chị mà chưa chốt con Dinh Hoa này thì nên chốt ha. Mấy chị chưa chốt con Dinh Hoa này thì nên chốt nha. Dinh Hoa kèm số ký giúp em. À, size L của Ren Nguyễn. Con Dinh Hoa này có size 60-100kg là con này mấy chị mặc lên gọn. 260.000 hàng xưởng. 260.000 hàng xưởng nha. 260.000 hàng xưởng. Đây là đầm yếm nè. Đầm yếm này cũng 280.000 xưởng nha em. 60-100kg có size. Ở sau lưng nó có chung thun nè. Cho nên mấy chị là đừng có sợ chật sợ rộng gì hết trơn. Chốt giùm em đầm hoa hồng, đầm yếm hoa hồng. Size 60-100kg. Đây là mã quần tây nè. Đây ở ngoài là quần tây nè, chút nữa ông Tuy nó gom vô một cái bao quần tây, nhưng mà đợi chút xíu xong mà. Đợi chút xíu xong. Lấy một cái bao ghi là đầm Việt Nam xuất khẩu, bỏ những cái mẫu này vô luôn. Đầm Việt Nam xuất khẩu tới khi kiếm không có. Treo cái này lên. Treo cái size nhỏ này lên. Treo ba con này lên trước đi. Không có thì treo bên này. Rồi đây là đầm cắt laser nè mấy chị. Cái đầm caro này là 250 nhưng mà size bé nha, size 60-70kg nhưng mà đẹp lắm mấy chị. Đầm này nó hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Mấy chị thấy vậy chứ khi mặc cái con đầm caro này lên cái form nó đẹp lắm. Đây là đầm cắt laser nè. Đầm cắt laser 280.000. 280.000 đầm cắt laser mấy chị. Mấy chị thấy form vậy nhưng mà khi mấy chị mặc lên rất là gọn ha. Vải cũng đẹp nữa, 280.000. Đầm này size 70-80kg đầm cắt laser. Đủ không? Đủ chỗ không? Con này nữa nè, đưa cho Tuy treo luôn. Chị nào chốt cắt laser, chốt lên giúp giùm em cắt laser nha. Đây là quần váy xưởng nhà em, 160, có size 60-100kg. Chị nào chốt đầm xưởng thì chốt lên giúp giùm em xưởng. Xưởng nha mấy chị nha. Con gì đây? Đây là đầm bi hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Đây là đầm bi hàng Việt Nam xuất khẩu, size 16, dưới 85kg. Mặc bộ nhà đó chị. Bộ nhà này 160.000 bộ, có size chị Minh luôn nè. Qua giờ để mấy con đầm để bên hông rồi để chị Minh chờ chị Minh vô, mà cuối cùng chị Minh không vô, trưa nay khóc chốt mẹ á, còn có còn số có 1-2 con à. Đây là đầm bi nè. Đây là đầm bi nè mấy chị, đầm bi này size 16 luôn ha. Size 16 dưới 85kg. Em lên cho mấy chị một con bi tay lửng. Bi hàng lụa tay lửng 260. Bi lụa tay lửng cổ vuông nha. Bộ lụa tay lửng cổ vuông 260.000. Chị nào chốt đầm này thì chốt lên giúp giùm em nha. Đầm này là đầm hoa cúc. Mà đi kiếm tiếp nha. Mà qua giờ toàn đầm xe cây không. Đầm này đầm hoa cúc hồng nè. Đầm này có size 60-100kg. Thật sự là ở sau nó có chung thun hết nha mấy chị. Còn ngắm em hả vậy. Chị lấy 3 bộ 3 màu đi. Bộ yếm nè, yếm khoen nè. 160.000 có size chị luôn. Thôi đừng ngắm em kỳ nữa. Rồi lên tiếp cho mấy chị con quần này size 90kg nè nha. Quần này mà chế gì đó chưa lấy thì nên lấy nè. Chế gì mà tâm tâm trần trần gì đó à, len len lèo lèo gì đó à. Quần này là quần thể thao đã bỏ chung với ba quần tây nè. Bỏ chung với ba quần tây luôn. Rồi mấy cái quần đây 150 nè. Mà em nói mấy chị vải đẹp lắm. Con này là con cỡ dưới 90kg nè. Mà dưới 90kg màu kem nè. Quần này vải dù nè. Quần này size 100kg vải dù nè. Quần này 150.000 nha mấy chị, vải dù. Con này size 90-100kg, chốt giùm em rêu dù nè. Rêu dù, chị nào chốt rêu dù, chốt giùm em rêu dù. Con này cũng là rêu dù nhưng mà con này màu tươi hơn. Con rêu này dưới 92-93kg. Chốt giùm em rêu tươi. Rêu tươi với rêu ơn. Rồi em lên nha mấy chị một con áo khóc jean à. Lên nha mấy chị một con áo khóc jean nha mấy chị nha. Áo khóc jean. Con này có nón, con này 220. Con này size 60-82kg áo khoác riêng. Chị nào chốt áo khoác riêng chốt giùm em. Con đầm này 280 size của chị Minh nè. Đầm này 280 size chị Minh. Size chị Minh nha. Chưa thấy đâu nha. Đầm này hôm qua nó cũng có một con thôi. Một con duy nhất hoa tím này. Nè chị. Tay nè ha. Cổ tim trước tim sau nè ha. Mà chị coi ở trước nè. Ở trước nó có cái nhúng này. Khi mấy chị mặc lên sẽ không thấy bụng nè. Chốt giùm em đầm hoa tím 280.000 hoa tím. Chị nào chốt hoa tím 280, chốt lên giúp giùm em đầm hoa tím 280.
Ờ, đi, đó là bao mà bỏ trong bao quần tay đi. Ờ, bỏ trong bao quần tay. Còn cái bao này là đồng, đồng. Ờ, để yên đi. Để yên mày từ từ, chút tao chỉ cho làm. Đừng để tao nói nhiều quá, cái tao xỉu đi. Rồi áo lai dông 60 đến 70 mấy ký nè. 60 đến 75 tí áo lai dông màu gì đây, màu xanh gì á. Áo công sở nha. Ha. À, áo công sở, chị nào chốt áo công sở này 100.000 thì chốt lên giúp giùm em áo 100.000. Em lên cho mấy chị mẫu dung mà mannequin mặc. Nhưng mà mẫu này mấy chị mặc sẽ đẹp hơn nhiều. Mẫu này mannequin mặc không xi nhê gì đâu, em nói thiệt. Thứ nhất là cái form tay rất là đẹp ha. Khi mấy chị mặc lên cái form này nè, cột lại 260.000 dung. Dung này thì hết size 3X thôi. Còn size khoảng cỡ dưới 92kg rồi nha. Rồi quần này là quần rêu này, dưới 90kg, mà quần rêu này ở sau lưng nó có dạ quan. Ở sau lưng có dạ quan và bên cạnh này nó có dây kéo ha. Chốt giùm em là rêu dạ quan. Chị nào chốt rêu dạ quan, chốt giùm em rêu dạ quan nha. Hôm nay bỏ trong hàng lùn xồn. Bỏ cái này lùn này để yên đó. Chị nào chốt rêu dạ quan thì chốt lên giúp giùm em rêu dạ quan nha. Rêu dạ quan kèm số ký nha mấy chị. Chị nào chốt rêu dạ quang, chốt dân lên giúp giùm em rêu dạ quang. Quần tây hôm nay em về size 60 đến 100kg. Quần mấy bữa em hay bán. Cái hàng hổm với hàng lỗi của Trang để đâu vậy? Có cái bao hàng lỗi của Trang ngoài đó không vậy? Bữa kêu làm cái bao dắt hàng lỗi của Trang có không? Rồi hàng lỗi của Trang nè. Hàng lỗi của Trang. Em có một con áo hoa size bé tí, 120.000. Dễ thương không mấy chị? Dễ thương không? Màu nâu nữa ha. Màu nâu nữa. Con này khoảng cỡ dưới 70, con này khoảng cỡ dưới 75-77kg. Con này dưới 75-77kg nha. Dưới 75-77kg áo hoa nâu nè. Nó làm cái tay với cái ren đẹp lắm. Áo hoa nâu 120.000, hoa nâu. Chị nào chốt hoa nâu, chốt lên giúp giùm em hoa nâu kèm số ký nha. Hoa nâu kèm số ký kèm hoa nâu. Ai chốt hoa nâu kèm số ký chốt giùm em. Em có một con áo Gucci. Áo này size này 60 đến 75kg. Size này 60 đến 75kg. Còn con bán sale với chị 120. Chị nào 60 đến 75kg chốt con áo jean này. Còn một con sale cho mấy chị 120. Còn đúng một con ha. Rồi lên cho mấy chị đầm vàng. Chị Kim Tuyết Lê lấy đầm vàng này chưa? Đầm vàng nè mấy chị ơi. Đầm vàng size 60 đến 100, à, size 60 đến 100kg có size nha. Có size 60 đến 100kg đầm vàng. Đầm này là 260.000. 260.000 đầm vàng. Chị nào chưa chốt đầm vàng chốt lên giúp giùm em nha. Rồi lên cho mấy chị áo sọc nè. Áo sọc kèm số ký. Áo sọc này là còn cỡ 70 đến 85kg, 80.000 áo sọc. Chị nào chốt áo sọc chốt lên giúp giùm em. Áo sọc kèm số ký. Hai bao rồi, chút bỏ sau lưng chỗ like này, đừng có đem lên lầu nha. Hai bao hả? Đang phân. Áo sọc có 80.000 à mấy chị. Áo sọc 80.000. Em có một con đầm này nè chị, mấy chị. Nhưng mà dưới 75kg thôi. 200.000 đầm này là đầm rớt vai. Đầm này thun lai dông rớt vai và ở dưới có tua. Và đầm này thì còn cỡ dưới, nếu mà đẹp thì dưới 72kg. Nếu mà mấy chị nào thích quá thì dưới 75kg cũng vừa. Ha. Nếu mà cái trường hợp mà thích quá thì dưới 75kg cũng vừa em mấy chị nha. Thích quá thì dưới 75kg cũng vừa. Nó rất là rõ ràng luôn á. Bỏ vô đó. Nó rất là rõ ràng với mấy chị luôn ha. Còn áo đá này là 150.000. Chế nào chưa chốt áo đá này thì chốt giùm em áo đá 150.000 nha. Áo đá 150.000. Mạnh em nói. Mạnh mấy chị nhìn em. Ờ, nghỉ chơi luôn nha. Nó chơi đâu. Nghỉ chơi với mấy chị luôn ha. Không có chơi đâu. Rồi em lên cho mấy chị một con thổ cẩm xanh size 16 nè. Thổ cẩm xanh size 16. Con này là cổ sơ mi đất.